Đồ đệ xuống núi, vô địch thiên hạ, Diệp Bắc Minh. Tập 30. Tiêu Dung Phi cau mày, sợ rằng thực sự lành ít dữ nhiều. Đột nhiên, một luồng khí tức chết chóc từ sâu trong tử vong cốc truyền đến. Đây là... Soạt. Trong tích tắc, ánh mắt của các võ giả có mặt đều nhìn về nơi sâu trong tử vong cốc. Rơi vào nỗi sợ hãi mãnh liệt. Chết chóc. Tàn sát. Run sợ. Các loại khí tức khiến linh hồn con người run rẩy truyền đến. Cách cách cách. Mặt đất chấn rung dữ dội, phía xa cát bụi nổi lên mù mịt. Giống như có thiên quân vạn mã giết đến. Mọi người vừa quay đầu, đồng tử cũng phải điên cuồng co lại. Chỉ thấy một đàn ma thú điên cuồng xông đến, cuốn lên khói bụi khắp trời, dẫn đến thú triều đáng sợ. Mau đi thôi. Có người hét một tiếng. Soạt, soạt, soạt. Hơn trăm võ giả xông ra bên ngoài tử vong cốc giống như phát điên. Tiêu Dung Phi hét lớn, em gái, đi thôi. Tiêu Nhã Phi lắc đầu, không được, có thể anh Diệp vẫn còn ở gần đây, chúng ta đưa anh ấy cùng đi. Tiêu Dung Phi giơ tay đánh ngất Tiêu Nhã Phi, vác cô ta xông ra khỏi tử vong cốc. Dọc đường có tiếng kêu thảm vang lên không ngừng. Rất nhiều võ giả bị ma thú giẫm chết, hóa thành bùn thịt. Khi mọi người xông ra khỏi tử vong cốc, hơn 100 võ giả chỉ còn lại 30 mấy người. Gru, gru, hú, tiếng gầm thét của các loại ma thú vang lên. Đám người yêu nữ oản oản, phó thập nhất lang, thẩm lang, quỷ thủ độc thánh nuốt nước miếng, rốt cuộc là có chuyện gì? Đám ma thú của tử vong cốc điên rồi sao? Sao đột nhiên lại nổi lên thú triều? Mọi người nhìn về hướng tử vong cốc với ánh mắt hoảng sợ. Lăng Vận Nhi mặt đầy bụi bẩn đứng trên một ngọn núi nhỏ, kiêng sợ nhìn về hướng tử vong cốc, nguy hiểm quá, suýt không chạy ra được. Thú triều quy mô lớn như vậy, Diệp Bắc Minh chết chắc rồi. Ánh mắt lóe lên, nhìn về một hướng, xem ra chủ của Côn Luân Hư Kỳ sau không phải là hắn. Nói xong, bóng hình biến mất trong tầm mắt. Khoảnh khắc Diệp Bắc Minh dung hợp với con mắt thần ma. Cách vạn dặm, cấm địa long mạch. Hai người Đạm Đài Yêu Yêu và Khương Tử Cơ ngâm mình trong thiên trì, cùng mở mắt. Tiểu sư đệ và con mắt thần ma đã dung hợp rồi. Hai cô gái liền vui mừng. Cũng chẳng màng mình chưa mặc quần áo, nhảy ra khỏi thiên trì. Nếu có đàn ông ở đây, chắc chắn sẽ nóng máu sôi sục mà chết. Khương Tử Cơ lắc đầu, còn gọi là tiểu sư đệ hả? Ánh mắt của cô ấy hơi phức tạp, bắt đầu từ bây giờ, chúng ta phải gọi là cậu chủ rồi. Đạm Đài Yêu Yêu ngẩn người. Cười thất vọng, nói cũng phải, chúng ta đã từng hứa với tiền bối Diệp. Trước khi tiểu sư đệ thức tỉnh huyết mạch ma tộc, thì mãi mãi là tiểu sư đệ của chúng ta. Một khi đệ ấy thức tỉnh, thì là cậu chủ của chúng ta. Hai người mau chóng mặc quần áo, đi về hướng tử vong cốc. Lúc này, Diệp Bắc Minh cảm thấy trong cơ thể có một luồng sức mạnh hồng hoang, đang điên cuồng sôi sục. Mỗi một tấc xương cốt, máu thịt đều giống như bị ngọn lửa dữ dội thiêu đốt. Gru, kiếm đoạn long chủ động bay ra, xoay tròn trên không trung. Sát khí ngút trời cuồn cuộn giống như ngọn lửa. Một con huyết rồng bay lượn trong sát khí. Liền sau đó, phần thiên trì diễm cũng bùng cháy, tất cả xương trắng gần giếng tử vong hóa thành cho tàn. Diệp Bắc Minh cảm thấy trong cơ thể có sức mạnh vô cùng vô tận. Anh giơ tay đập ra một quyền. Mở ra cho ta. Không khí chấn động, sóng khí cường mạnh cuồn cuộn. Mặt đất bị anh đập ra một cái hố sâu đường kính mấy chục mét. A, một tiếng gào thét. Diệp Bắc Minh lại trực tiếp đột phá. Võ Thánh Trung Kỳ. Liền sau đó, ma khí trong giếng tử vong ập đến, chui vào trong cơ thể của Diệp Bắc Minh. Bù, đột phá lần nữa. Võ Thánh Hậu Kỳ. Diệp Bắc Minh gào thét một tiếng, đột phá, tiếp tục đột phá cho ta. Gru, tiếng rồng gầm vang khắp cả tử vong cốc. Trong bán kính mấy chục km, rất nhiều ma thú nơm nớp lo sợ quỳ dưới đất giống như gặt lúa mì. Mặt hướng về hướng của Diệp Bắc Minh. Một cảm giác xé rách truyền đến. Võ Thánh đỉnh phong. Tiếp tục, đột phá. Diệp Bắc Minh thét dài một tiếng. Một luồng khí thế chưa từng có dâng lên. Bù, một tầng xiềng xích được công phá, tất cả như nước chảy thành sông. Võ Đế. Tất cả ma khí xung quanh tập trung chui hết vào trong cơ thể của Diệp Bắc Minh.
vị trí giữa đôi lông mày của anh có thêm một con mắt. Tràn đầy cô quạnh, sát phạt, chết chóc. Chính là con mắt thần ma. Lúc này, Diệp Bắc Minh như thần ma giáng thế. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục không nhịn được chửi thề, vãi, cậu nhóc, mẹ kiếp, cậu đúng là nghịch thiên. Một lúc tăng liên tiếp ba cảnh giới nhỏ, lại còn dung hợp con mắt thần ma. Bắt đầu từ bây giờ, Côn Luân Hư còn có ai là đối thủ của cậu? Ánh mắt của Diệp Bắc Minh rực lửa, cảm thấy trong cơ thể tràn đầy sức mạnh, đây là sức mạnh của võ đế sao? Tôi cảm thấy một quyền có thể đánh sập một tòa núi. Hú! Đột nhiên! Xung quanh truyền đến một tràng tiếng gầm thét của dã thú. Mười mấy giây sau, bốn phương tám hướng xuất hiện số lượng lớn ma thú. Một con gấu đen cao mười mấy mét. Một con mãng xà màu đỏ rực, lớp vảy rắn chắc giống như sắt thép. Còn có một con sư tử toàn thân đều là lông bờm. Hàng triệu con ma thú ào ào sôi sục giống như hồng thủy. Mặt đất chấn rung dữ dội, như xảy ra động đất. Hỏng rồi. Vẻ mặt Diệp Bắc Minh biến sắc, giơ tay lấy ra kiếm đoạn long. Đang định ra tay. Một cảnh không thể tưởng tượng nổi diễn ra. Con mắt thần thú giữa đôi lông mày Diệp Bắc Minh mở ra, phóng ra một luồng uy áp ngút trời. Liền sau đó, thụp, thụp, thụp. Hàng triệu ma thú đồng loạt quỳ xuống, cái đầu phủ phục dưới đất. Khẽ gầm về hướng Diệp Bắc Minh. Chỉ nhìn một cái. Vạn thú thần phục. Diệp Bắc Minh toàn thân chấn hãi, có chuyện gì vậy? Giọng của Tháp Càn Khôn Chấn Ngục vang lên, cậu nhóc, huyết mạch ma tộc trong cơ thể cậu thức tỉnh. Bản thân ma tộc chính là ma thú biến thành, huyết mạch của cậu rất cường mạnh. Ma thú coi cậu là vua của vạn thú. Cái gì? Diệp Bắc Minh cảm thấy không thể tin nổi. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nhắc nhở, cậu thử chỉ huy bọn chúng đi. Ánh mắt Diệp Bắc Minh lóe sáng, được. Mày, đứng lên cho tao. Anh chỉ vào một con gấu đen cấp 7. Gru. Gấu đen gầm một tiếng, trực tiếp đứng lên. Diệp Bắc Minh lại chỉ vào con chăn lạc thiết cấp 7 màu đỏ, cuộn tròn cho tao. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Xoẹt xoẹt xoẹt. Chăn lạc thiết nhận thông tin, trực tiếp khoanh tròn. Diệp Bắc Minh vung tay, bọn mày, tất cả lùi lại một bước cho tao. Thịch. Hàng triệu ma thú đồng loạt lùi lại. Tiến lên. Thịch. Hàng triệu ma thú cùng tiến lên. Tất cả ma thú, hành động theo lệnh, dường như Diệp Bắc Minh là vua của vạn thú vậy. Diệp Bắc Minh hét lớn một tiếng, gầm lên cho tao. Gru. Tiếng gầm vang trời. Tiếng gầm thét làm người ngu tối thức tỉnh. Cảm giác này quá đã. Diệp Bắc Minh nghi hoặc, những con ma thú này thực sự nghe lệnh của tôi sao? Tôi bảo chúng đi chết, chúng có đi chết không? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục hừ một tiếng, hừ, cậu nhóc, ma thú trung thành hơn con người nhiều. Bọn chúng nhận cậu là vua của vạn thú, thì sẽ không làm trái lệnh của cậu. Diệp Bắc Minh ngẫm nghĩ gật đầu. Có nhiều ma thú thần phục như này, cho dù là tất cả tông môn Côn Luân Hư cộng lại, cũng sẽ hoảng sợ phải không? Diệp Bắc Minh xoa cằm, đáng tiếc, không thể đưa ma thú về xã hội loại người. Nếu có thể, chắc chắn là kẻ vô địch. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục lên tiếng, cậu nhóc, sư tỷ của cậu canh giữ ở bên ngoài đấy. Sư tỷ. Diệp Bắc Minh khẽ động trong lòng. Anh cho tất cả ma thú giải tán, mình trực tiếp ra chỗ lối ra vào của Tử Vong Cốc. Cậu chủ, cuối cùng cậu cũng dung hợp con mắt thần ma rồi. Thấy Diệp Bắc Minh từ trong Tử Vong Cốc đi ra. Đạm Đài Yêu Yêu và Khương Tử Cơ đi ra. Diệp Bắc Minh ngẩn người, nhìn Đạm Đài Yêu Yêu và Khương Tử Cơ sâu sắc một cái. Hai vị sư tỷ, các tỷ thực sự là do mẹ đệ sắp xếp ư? Khương Tử Cơ cười tươi như hoa, cậu chủ, chẳng phải cậu đã biết tất cả rồi sao? Cậu đã dung hợp con mắt thần ma, có nghĩa là đã thức tỉnh huyết mạch trong cơ thể. Các tỷ cũng không thể làm sư tỷ của cậu nữa, bắt đầu từ bây giờ, các tỷ sẽ là thị nữ của cậu. Diệp Bắc Minh lắc đầu, ngũ sư tỷ, trong lòng đệ, tỷ mãi mãi là ngũ sư tỷ của đệ. A. Khương Tử Cơ ngẩn người. Tâm trạng phức tạp. Vẻ mặt Đạm Đài Yêu Yêu biến sắc, không được. Diệp Bắc Minh tiến lên, kéo tay của Đạm Đài Yêu Yêu, tiểu yêu tỷ tỷ, tỷ cũng mãi mãi là tiểu yêu tỷ tỷ của đệ. Bất kể là ai cũng không thể thay đổi. Đạm Đài Yêu Yêu mở to con mắt, nhưng... Diệp Bắc Minh cắt ngang lời Đạm Đài Yêu Yêu, nghiêm túc nhìn vào đôi mắt của cô ấy, tiểu yêu tỷ tỷ, không có nhưng nhị gì hết.
cho dù là mẹ đệ ở đây, hai người cũng là sư tỷ của đệ. 5 năm trước, nếu không phải là tỷ, đệ đã chết từ lâu rồi. Cho dù tỷ được mẹ của đệ sắp xếp, nhưng cảm giác gần với cái chết đó, cảm giác tuyệt vọng đó là thật. Bởi vì có tỷ xuất hiện, đệ mới có ngày hôm nay. Lúc học võ ở núi Côn Luân, cũng vì có 10 sư tỷ bầu bạn. Bất luận giữa hai người và mẹ đệ có quan hệ gì, cũng bất luận mẹ đệ yêu cầu các tỷ coi đệ là gì. Diệp Bắc Minh tỏ vẻ mặt nghiêm túc, hít sâu một hơi, hai tỷ, mãi mãi là sư tỷ của đệ. Nói luôn một lúc, Đạm Đài Yêu Yêu ngẩn người, trong lòng vô cùng xúc động, tiểu sư đệ. Hừ, Khương Tử Cơ chu miệng, nhỏ tiếng kêu ca một câu, làm sư tỷ còn không bằng thị nữ cơ, làm thị nữ còn có thể. Diệp Bắc Minh nhìn sang Khương Tử Cơ, ngũ sư tỷ nói gì? À, không có gì. Khương Tử Cơ lắc đầu, vội vàng chuyển chủ đề, tiểu sư đệ, sau đây đệ định làm gì? Diệp Bắc Minh suy nghĩ, thứ nhất, hoàn thành nguyện vọng của các sư phụ, trở thành chủ của Côn Luân Hư. Thứ hai, hợp nhất tất cả thế lực của Côn Luân Hư, để toàn bộ bọn họ thần phục dưới chân đệ. Nếu các thế lực lớn bên ngoài nghe thấy lời này, nhất định sẽ chấn kinh mà chết. Khẩu khí thật lớn, trở thành chủ của Côn Luân Hư, hợp nhất tất cả các thế lực của Côn Luân Hư. Mẹ kiếp, anh mới bao nhiêu tuổi? Làm sao anh dám nghĩ? Thứ ba, đến Hoàng Triều Đại Chu, có lẽ bọn họ có thông tin của mẹ đệ. Anh chuyển giọng, đúng rồi, mấy người thập sư tỷ, cửu sư tỷ, bát sư tỷ đâu? Khương Tử Cơ mỉm cười, tỷ biết ngay đệ sẽ hỏi chuyện này mà, bọn họ rời khỏi Côn Luân Hư từ lâu rồi. Diệp Bắc Minh gật đầu, đệ đoán được rồi. Nếu các sư tỷ vẫn còn ở Côn Luân Hư, có lẽ sớm xuất hiện rồi mới phải. Diệp Bắc Minh hỏi, bọn họ đến Hoàng Triều Đại Chu ư? Khương Tử Cơ gật đầu, nhưng không ở Hoàng Triều Đại Chu, bọn họ ở Đại Lục Chân Võ, gia nhập Thanh Huyền Tông. Đại Lục Chân Võ, gia nhập Thanh Huyền Tông. Diệp Bắc Minh nghi hoặc. Khương Tử Cơ lấy ra một tấm bản đồ, tiểu sư đệ, đệ tự xem đi. Chậm rãi mở bản đồ. Khương Tử Cơ nhìn qua. Bản đồ Đại Lục Chân Võ rất rộng lớn, vượt qua sức tưởng tượng của anh. Các quốc gia, thế lực, hàng ngàn hàng vạn tông môn, rắc rối phức tạp. Hoàng Triều Đại Chu chỉ là một thế lực trong đó. Diệp Bắc Minh nhìn mà hoa cả mắt, Côn Luân Hư ở đâu? Ở đây. Đạm Đài Yêu Yêu chỉ vào một góc. Diệp Bắc Minh nhìn qua, cau mày, Côn Luân Hư lại chỉ có một góc bé thế này thôi ư. Một góc không hề nổi bật ở góc dưới bên phải của bản đồ. Viết 3 chữ to như con ruồi Côn Luân Hư. Diệp Bắc Minh tìm được vị trí của Thanh Huyền Tông, xa thế, 3 sư tỷ đến đó làm gì? Đạm Đài Yêu Yêu tiến lên, dùng đầu ngón tay dí lên đầu của Diệp Bắc Minh, còn chẳng phải để trải đường cho tương lai của đệ ư. Trải đường cho tương lai của đệ. Diệp Bắc Minh kinh ngạc. Khương Tử Cơ cười thần bí, đến lúc đó đệ sẽ biết. Đã qua 3 ngày kể từ ngày có thú triều ở Tử Vong Cốc. Thông tin Diệp Bắc Minh chết trong Tử Vong Cốc truyền đi khắp cả Côn Luân Hư. Cuối cùng sát thần đó đã chết rồi ư. Đó là Tử Vong Cốc, bao nhiêu thiên tài tiến vào đó, cuối cùng đều chết hết. Sát thần cũng không ngoại lệ. Cây có mọc thành rừng, vẫn bị gió thổi bật rễ, tôi còn tưởng rằng sát thần này sẽ tạo nên thần thoại, không ngờ vẫn phải ngã xuống. Có người thở dài. Cũng có người cười lạnh lùng, hừ, hắn nên chết từ lâu rồi. Loại người này, ông trời cũng sẽ không cho hắn sống, thực sự quá ngang ngược rồi. Khắp nơi đều có người bàn tán. Huyền Lôi Cốc, Lôi Bằng buồn rầu, anh sát thần, anh chết thật rồi sao? Không thể nào, anh sát thần, anh chắc chắn sẽ không chết. Cho dù cả Côn Luân Hư nói anh chết, Lôi Bằng tôi cũng nghĩ anh sẽ không chết. Lưu Ly Tông. Sau khi Mộc Tuyết Tình được biết Diệp Bắc Minh chết ở Tử Vong Cốc, cô ta nhìn về hướng Tử Vong Cốc. Thở dài một tiếng, ầy. Nhà họ Tiêu ở tổ địa. Tiêu Dung Phi gõ cửa phòng của Tiêu Nhã Phi, em gái, ăn chút đồ đi. Sau khi từ Tử Vong Cốc trở về, đã 3 ngày 3 đêm em không ăn gì rồi. Tiêu Nhã Phi cất giọng đau lòng, chị, nếu không phải chị đưa em đi, em nhất định có thể cứu anh Diệp về. Anh ấy từng giúp chúng ta. Chúng ta là bạn bè. Nếu không phải chị bỏ lại anh ấy, anh Diệp nhất định có thể sống sót. Bạn bè. Tiêu Dung Phi ngẩn người, bất lực nói, Nhã Phi,
thế giới cá lớn nuốt cá bé, sẽ không có bạn bè. Chỉ có sống sót, mới là tất cả. Diệp Bắc Minh đã chết rồi, em hà tất phải vậy chứ? Tiêu Nhã Phi khóc nói chị, không phải chị không biết, em thích anh Diệp. Em thực sự rất thích anh ấy. Tiêu Dung Phi trầm mặc. Trong đầu hiện lên bóng hình của Diệp Bắc Minh, cô ta cũng có thiện cảm với Diệp Bắc Minh. Nhưng lý trí lớn hơn tình cảm. Một người chết, có thiện cảm đi nữa thì có thể làm được gì chứ? Ây! Tiêu Dung Phi thở dài một tiếng, Nhã Phi, sẽ có một ngày em hiểu được, dưới gầm trời này có rất nhiều cường giả. Tuy Diệp Bắc Minh yêu nghiệt, nhưng yêu nghiệt đi ra từ Côn Luân hư đâu chỉ có một mình Diệp Bắc Minh. Sau này, em sẽ gặp được người còn nổi bật hơn Diệp Bắc Minh. Cô ta đặt đồ ăn xuống đất, quay người bỏ đi. Trong phòng vọng ra tiếng đau xót của Tiêu Nhã Phi, không ai có thể thay thế được anh Diệp. Tổng bộ Vạn Bảo Lâu ở Côn Luân Hư. Bầu không khí vô cùng nặng nề. Đám người Lăng Thi Âm, Vạn Lăng Phong, Lâm Thương Hải, Ngô Khinh Diên đều có mặt. Hai người Chu Nhược Giai và Hạ Nhược Tuyết ngồi ở vị trí trên đầu. Diệp Bắc Minh không có ở đây, mọi người đều biết họ là người phụ nữ của Diệp Bắc Minh. Thay Diệp Bắc Minh ra quyết định. Một người đàn ông trung niên đứng đối diện, vẻ mặt chế giễu, đầy ngạo mạn, các người suy nghĩ kỹ chưa, bán ra quyền kiểm soát Vạn Bảo Lâu và thương hội nhà họ Ngô, có lẽ còn có đường sống. Quản gia nhà họ Thẩm, Thẩm Tứ Hải. Diệp Bắc Minh đã chết, Thẩm Vạn Tứ liền ra lệnh cho Thẩm Tứ Hải tấn công thế lực Diệp Bắc Minh để lại. Vạn Bảo Lâu, thương hội nhà họ Ngô, nhà họ Diệp, phần Thiên Tông cũng không được yên. Khuôn mặt Chu Nhược Giai lạnh lùng, xin lỗi. Không bán. Mời về cho. Thẩm Tứ Hải cười lạnh lùng một tiếng, các người chắc chắn không? Với tài lực của nhà họ Thẩm, không cần động đến võ lực, đã có thể khiến các người chết không có chỗ chôn thân. Nếu tôi là các người, trực tiếp giơ tay đầu hàng, quy thuận nhà họ Thẩm cho xong. Hạ Nhược Tuyết lạnh mặt, cút. Nụ cười trên khuôn mặt Thẩm Tứ Hải cứng đờ lại, cơn lửa giận ngút trời bùng phát, ha ha ha, cô là Hạ Nhược Tuyết phải không? Tôi nhớ kỹ cô rồi. Trong vòng 3 ngày, tôi bắt cô chủ động trèo lên giường của tôi cầu xin. Thẩm Tứ Hải cười đầy ý sâu xa, quay người định bỏ đi. Lúc vừa đi ra khỏi cổng lớn Vạn Bảo Lâu. Phập, một tiếng vang lên. Phụt, Thẩm Tứ Hải bay ngược lại như chó chết, lập tức hóa thành xương máu. Quản gia Thẩm, năm ông lão cùng đến đều biến đổi sắc mặt. Kinh hãi tức giận đan xen nhìn về cổng lớn của Vạn Bảo Lâu. Là ai? Thật to gan. Dám giết người của nhà họ Thẩm. Năm ông lão tức giận quát với sắc mặt băng lạnh. Bên ngoài truyền đến ba chữ, ông đoán đi. Giọng nói này là đồng tử của tất cả mọi người co lại. Bắc Minh, Chu Nhược Giai và Hạ Nhược Tuyết kích động đứng bật lên. Soạt, đám người Lăng Thi Âm, Vạn Lăng Phong cũng kích động nhìn qua. Toàn hội trường tĩnh lặng như cái chết, không một ai lên tiếng. Nhìn chằm chằm ra cổng lớn Vạn Bảo Lâu, một thanh niên trẻ chậm rãi đi vào. Khoảnh khắc nhìn thấy Diệp Bắc Minh, đồng tử của năm ông lão điên cuồng co lại. Diệp Bắc Minh, là vị sát thần đó. Suýt, năm ông lão hít khí lạnh, mặt sợ đến trắng bệch, hai chân mềm nhũn. Mau đi thôi. Năm ông lão gào thét một tiếng, sợ đến hồn phách bốc hơi, vị sát thần này chưa chết. Vãi, vãi, vãi. Soạt, tranh nhau xông ra khỏi Vạn Bảo Lâu. Ý, sát thần lại không đuổi theo. Năm ông lão vui mừng, tốt quá rồi, sát thần muốn tha cho họ ư. Liền sau đó, hai cô gái tuyệt sắc xuất hiện trước mặt mấy người, nở nụ cười, các ông đi đâu đấy. Năm cái đầu bay cao lên. Mấy giây sau, Đạm Đài Yêu Yêu và Khương Tử Cơ đi vào đại sảnh của Vạn Bảo Lâu, tiểu sư đệ, giết toàn bộ rồi. Diệp Bắc Minh gật đầu. Chu Nhược Giai và Hạ Nhược Tuyết xông lên, nhào vào lòng Diệp Bắc Minh, bọn em lo chết đi được. Chủ nhân, đám người Lăng Thi Âm, Vạn Lăng Phong cũng tiến lại gần, đôi mắt đỏ bừng. Mấy ngày nay, bọn họ rất căng thẳng. Khoảnh khắc nhìn thấy Diệp Bắc Minh, bọn họ liền thả lỏng nhẹ nhõm. Diệp Bắc Minh cười gật đầu, mọi người yên tâm, tôi không sao, mấy ngày nay tình hình mọi người thế nào? Vạn Lăng Phong nghiêm trọng nói, ba ngày trước có truyền tin về, nói cậu đã chết Tử Vong Cốc. Nhà họ Thẩm lập tức ra tay, những cung phụng mà chúng tôi dùng đan dược để tuyển, được biết cậu chết đều bỏ đi.
Đôi mắt Diệp Bắc Minh lạnh lùng, còn nữa không? Nhà họ Thẩm lợi dụng quan hệ của họ, nhằm vào Vạn Bảo Lâu và thương hội nhà họ Ngô, có lẽ cũng nhằm vào cả nhà họ Diệp và phần Thiên Tông. Diệp Bắc Minh cười, nhà họ Thẩm thực sự xếp hàng đầu thai ư. Tôi mới vào Tử Vong Cốc 3 ngày, đã vội muốn đối phó người của tôi. Liền sau đó, Diệp Bắc Minh lạnh lùng quát nói, Lăng Thi Âm, Ngô Khinh Diên. Có thuộc hạ. Hai cô gái tiến lên một bước, chuẩn bị tiếp nhận sản nghiệp của nhà họ Thẩm. Cơ thể của Lăng Thi Âm và Ngô Khinh Diên run lên, cái gì? Vạn Lăng Phong, Lâm Thương Hải. Vạn Lăng Phong, Lâm Thương Hải vô cùng kích động, có thuộc hạ. Diệp Bắc Minh cất giọng uy nghiêm, hai người chỉ cần làm một chuyện, tuyên truyền khắp cả Côn Luân Hư cho tôi. Sau này ai dám làm hại một người nào bên cạnh Diệp Bắc Minh tôi, diệt cửu tộc. Vạn Lăng Phong và Lâm Thương Hải hô lớn một tiếng, rõ. Diệp Bắc Minh quay người, đi ra ngoài Vạn Bảo Lâu, hai vị sư tỷ giúp đệ trông nom mọi người. Đạm Đài Yêu Yêu ngẩn người, tiểu sư đệ đi đâu? Giọng nói như tử thần vang lên, diệt cửu tộc nhà họ Thẩm. Diệp Bắc Minh báo thù, trước nay không để đến ngày hôm sau. Nhà họ Thẩm tổ địa. Sát thần đã chết, nhà họ Thẩm mở tiệc chúc mừng, các tông môn và gia tộc ở tổ địa đều nhận lời tham dự. Cảnh tượng vô cùng hoành tráng. Đám người yêu nữ Oản Oản, Phó Thập Nhất Lang, Thẩm Lang, Quỷ Thủ Độc Thánh đều có mặt. Thẩm Vạn Tứ say ngà ngà, mặt đỏ bừng, cuối cùng tên xúc sinh Diệp Bắc Minh đó đã chết. Mọi người đều hùa theo, sát thần cái chó gì chứ, trước mặt thần tài, không đáng nhắc đến. Yêu nữ Oản Oản gần bên cạnh Thẩm Vạn Tứ, tiền tài có thể mua được tất cả, trước mặt Thẩm gia, tài phúc có thể đập chết hắn. Thẩm Vạn Tứ tóm mạnh lên người yêu nữ Oản Oản. Kha kha kha, yêu nữ Oản Oản cười một tràng mê hồn, khiến người ta tê cả xương. Phó Thập Nhất Lang mỉm cười, tài phúc của Thẩm gia, còn có thể mua được cả Diêm Vương. Một sát thần nhỏ bé, ha ha ha, buồn cười chết đi được. Ai nói không phải chứ? Thẩm Lang lắc đầu, tên ngốc đó không xứng dùng kiếm, thích chém đầu người khác, không hề hiểu nghệ thuật tàn sát chút nào. Rất nhiều khách quý nâng ly rượu, cười không hề kiêng dè. Thẩm Vạn Tứ nâng ly rượu, chỉ cần các vị làm việc cho nhà họ Thẩm, tài nguyên võ đạo, mỹ nữ, quyền thế, cần gì có nấy. Mọi người nâng ly nào. Chúng ta kính thần tài đệ nhất thiên hạ một ly. Mọi người nâng ly. Đột nhiên, một tiếng vang lớn. Cổng lớn nhà họ Thẩm ầm ầm nổ tung, hóa thành mảnh vụn ngập trời. Ru, tiếng rồng gầm vang lên. Cùng với sát khí ngút trời khủng bố, phút thẳng trên trời xanh. Thẩm Vạn Tứ đập bàn đứng lên, ai mà to gan như vậy, dám hoành hành ngang ngược ở nhà họ Thẩm. Vừa dứt lời, một bóng hình chậm rãi đi đến. Soạt, trong tích tắc, ánh mắt của tất cả mọi người đổ dồn lên người này, hoàn toàn không rời mắt. Đôi mắt yêu nữ Oản Oản co lại, là hắn chưa chết. Tay của thiên hạ đệ nhất đao Phó Thập Nhất Lang run lên, ly rượu rơi xuống đất, không thể nào. Thiên hạ đệ nhất kiếm Thẩm Lang mở to con mắt, điên cuồng nuốt nước miếng, tôi uống say rồi ư. Diệp Bắc Minh, là sát thần. Thiên hạ đệ nhất độc vương Quỷ Thủ Độc Thánh hóa đá tại chỗ, toàn thân run lên. Toàn hội trường sôi sục, nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh. Thẩm Vạn Tứ giống như bị người dội một chậu nước lạnh lên đầu, lập tức tỉnh táo. Ông ta chấn hãi kêu lớn, mày, sao mày chưa chết? Diệp Bắc Minh cười lạnh lùng, có kinh ngạc không, có bất ngờ không? Anh giơ cao kiếm Đoạn Long. Sát khí ngút trời, cuồn cuộn cả nhà họ Thẩm. Điều bất ngờ hơn còn ở phía sau, bắt đầu giết thôi. Cất giọng giống như lời tuyên phán của tử thần. Kiếm Đoạn Long bùng phát ra một con huyết long màu đỏ máu. Chém về phía trước. Võ đế, làm sao có thể? Hắn tiến vào cảnh giới võ đế rồi. 3 ngày trước, Diệp Bắc Minh mới là võ thánh sơ kỳ. Yêu nữ Oản Oản, Phó Thập Nhất Lang, Thẩm Lang, Quỷ Thủ Độc Thánh kinh hồn bạt vía. Tốc độ tăng cấp này, đúng là kinh người. Ngăn hắn lại. Đồng tử của Thẩm Vạn Tứ điên cuồng lại, hét lên một tiếng, chặn Diệp Bắc Minh lại, thưởng 200 triệu khối nguyên. 200 triệu. Chỉ cần ngăn lại là được. Rất nhiều võ giả đỏ con mắt. Trọng thường ắt có kẻ dũng. Liền sau đó, một ông lão đứng ra, rút ra một thanh kim đao, đao khí cuồng bạo cuồn cuộn về phía trước.
Kiếm khí huyết long nghiền áp đến. Phập. Một tiếng vang lớn, ông lão kêu thảm một tiếng, a. À. Cơ thể trực tiếp nổ tung, hóa thành xương máu. Suýt. Lão Mạc. Mọi người hít khí lạnh, sợ đến tê dại ra đầu, toàn thân run lên. Lão Mạc là trên tiên thiên, lại bị giết bởi một đường kiếm. Kẻ này rốt cuộc có cảnh giới gì? Dù thế nào võ đế cũng không thể nào giết được trên tiên thiên chứ. Lúc này, Diệp Bắc Minh đi đến giống như một vị tử thần. Thẩm Vạn Tứ sợ đến hoàn toàn tỉnh táo, điên cuồng gào thét, các người còn đợi cái gì? Ra tay, mau ra tay đi. 500 triệu, tôi bỏ ra 500 triệu khối nguyên. Chỉ cần có thể giúp tôi ngăn được Diệp Bắc Minh. Ông ta sợ đến phát điên. 500 triệu. Các võ giả vốn còn đang do dự, trong đôi mắt lập tức đầy điên cuồng, vãi. 500 triệu, cả đời này cũng không kiếm được nhiều nguyên như vậy. Liều thôi. Xoạt, xoạt. Mười mấy bóng hình xuất hiện, đều là ông lão đã có tuổi. Một ông lão có mắt ba góc lạnh giọng uy nghiêm, Diệp Bắc Minh, nếu tôi là cậu, thì bây giờ sẽ quay người bỏ đi. Cậu phải biết rằng, tổ địa không phải thế giới bên ngoài, cho dù cậu nổi danh ở bên ngoài, nơi này cũng không phải là nơi cậu có thể ngang ngược. Diệp Bắc Minh hỏi lại một câu, vậy sao? Dẫm ra một bước, hóa thành một tàn ảnh tại chỗ, xuất hiện trước mặt ông lão mắt ba góc. Chém ra một đường kiếm. Ông lão mắt ba góc quát lên một tiếng, cậu dám, tôi. Kiếm đoạn long giáng xuống, nghiền áp tất cả. Cơ thể của ông lão mắt ba góc vốn không đỡ được đòn tấn công của kiếm đoạn long, lập tức hóa thành xương máu. Suýt. Mười mấy ông lão định ra tay khác lạnh sống lưng, toát mồ hôi hột. Sượt 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 lùi lại. Ánh mắt Diệp Bắc Minh lướt nhìn bọn họ, vẻ mặt thích thú, các ông không ra tay, thì tôi ra tay đấy. Một ông lão mặt vuông trong đó hít sâu một hơi, cậu Diệp, tôi rút lui. Vừa nãy tôi bị quỷ ám, bắt đầu từ bây giờ, kể cả cậu Diệp diệt nhà họ Thẩm, tôi cũng sẽ không hỏi tới. Cáo từ. Ném lại câu này. Ông lão quay người định bỏ đi. Diệp Bắc Minh chặn người này lại, tôi cho phép ông đi chưa? Trong lòng ông lão mặt vuông bùng phát cơn lửa giận, Diệp Bắc Minh, võ thương thiên tôi không muốn nhúng tay vào chuyện này. Cậu đừng quá đáng. Nhà họ võ tổ địa, cũng không dễ chọc đâu. Diệp Bắc Minh thả nhiên nhả ra một chữ ồ. Giơ tay, kiếm đoạn long chém xuống đầu của võ thương thiên. Dứt khoát nhanh gọn. Bá đạo khiến người ta nổi giận. Võ thương thiên gào thét một tiếng, vãi. Súc sinh, cậu thực sự cho rằng tôi không dám giết. Phụt. Đường máu xuất hiện. Võ thương thiên chấn hãi, hai tay ôm chặt cổ, đường kiếm, thật nhanh. Đầu rơi xuống đất. Chết không nhắm mắt. Đến chết võ thương thiên cũng không dám tin. Diệp Bắc Minh giết ông ta dễ như trở bàn tay như vậy. Lão võ. Mọi người cứng đờ người, kinh sợ nhìn Diệp Bắc Minh, giống như bị hất một chậu nước lạnh. Tất cả không dám hành động. Diệp Bắc Minh không đi đến Thẩm Vạn Tứ, mà lạnh lùng nhìn mấy ông lão đó. Bước từng bước đi đến. Những người này không thù không oán với anh, nhưng vì phần thưởng của Thẩm Vạn Tứ, cho nên đối địch với anh. Về mặt ý nghĩa nào đó, loại người này đáng chết hơn. Cách cách cách. Diệp Bắc Minh bước từng bước đi đến, như bước chân tử thần. Cả hiện trường tĩnh lặng như cái chết. Đầy cảm giác áp bức. Mười mấy ông lão toát mồ hôi đầy trán, trong đôi mắt tràn đầy tia máu, đồng tử điên cuồng co lại. Đột nhiên, một ông lão như con kền kền tức giận gào thét, vãi. Tôi không chịu nổi nữa rồi, tôi đã sống 1.300 tuổi, chưa từng chịu sỉ nhục như này. Cùng ra tay giết hắn đi. Mọi người còn đợi cái gì? Tên nhóc này đúng là biến thái, quá khát máu. Chỉ bằng liều chết một phen còn hơn đợi chết. Cùng ra tay, đừng cho hắn cơ hội. Diệp Bắc Minh, mày đi chết đi. Vãi mẹ kiếp, mày là cái thá gì? Ngang ngược ở tổ địa, chết cho tao. Mười mấy ông lão cùng quát lên. Dậm chân, mặt đất bùng nổ. Cùng ra tay. Hầu như bọn họ đều là cảnh giới trên tiên thiên. Cùng ra tay, thiên địa rung chuyển. Cả sân viện nổi lên cơn gió lốc do chân nguyên hình thành, giống như cây đao đang bay, rất nhiều vị khách bình thường xung quanh bị xé vụn. Ông lão như con kền kền cười dữ tợn, Diệp Bắc Minh, mày đi chết đi. Một cánh tay tóm về phía Diệp Bắc Minh, giống như móng vuốt của kền kền. Đồ tạp chủng, mẹ kiếp, mày đúng là đáng chết.
một ông lão khác xông đến, một cây trường thương đâm về phía vị trí trái tim của Diệp Bắc Minh. Giết! Ông lão thứ ba cầm một cái rìu lớn, đánh lén từ sau lưng. Ông lão thứ tư, thứ năm, thứ mười, thứ mười lăm. Cả 15 ông lão trên tiên thiên đánh lén từ các hướng khác nhau. Diệp Bắc Minh đứng ở đó, không động đậy. Thẩm Vạn Tứ nhìn thấy cảnh này, điên cuồng cười, ha ha ha, sát thần thì đã làm sao? Sợ đến ngu người rồi phải không? Phế vật! Ở trước mặt tài lực tuyệt đối, bất kỳ người nào cũng đều có thể bán mạng cho tôi. Diệp Bắc Minh, kiếp sau đừng đối địch với tôi nữa. Đột nhiên, bóng người Diệp Bắc Minh di chuyển. Anh cầm kiếm đoạn long trong tay, chỉ lên trên bầu trời, quát lên một tiếng lớn, Tam Thiên Lôi Đế Trảm. Tam Thiên Lôi Minh Cộng Long Đế Quyết Cộng Đồ Long Trảm. Ầm ầm, một tiếng sấm động kinh thiên động địa truyền đến. Tất cả mọi người ngẩng đầu lên, gặp được một màn khó quên nhất đời này. Chỉ gặp, từ trên trời cao, mấy chục chia chớp tạo thành những con rồng sấm sét truyền vào trong kiếm đoạn long của Diệp Bắc Minh. Sau đó nổ tung ầm vang. Mấy chục con rồng sấm sét bay ra ngoài. Lão già đầu chọc đứng mũi chịu sào, bị một con rồng sấm sét đập trúng. Ầm, trực tiếp nổ tung, hóa thành mưa máu đầy trời. Khuôn mặt lão già thứ hai đỏ rực, hóa thành một mảnh cho tàn. Người thứ ba, người thứ tư, người thứ mười, người thứ mười lăm. Mười lăm đống máu nổ tung, không một ai may mắn thoát khỏi. Tất cả quy về yên tĩnh. Diệp Bắc Minh đứng giữa sân giống như thần chết. Giờ phút này, tất cả mọi người đều ngây ra, đầu óc trống rỗng. Ngơ ngác nhìn một màn trước mắt. Đậu má! Đây là người sao? Sát thần! Đây là một vị sát thần chân chính. Yêu nữ oản oản sợ đến mức muốn ngất đi, hai chân như nhũn ra. Phó Thập Nhất Lang điên cuồng chảy nước dãi, không ngừng lùi về sau. Thẩm Lang căn bản không dám nhìn thẳng vào mắt Diệp Bắc Minh. Hoảng sợ cúi đầu. Quỷ thủ độc thánh cầm lấy một bầu rượu, điên cuồng uống vào, muốn quên hết tất cả. Vẻ mặt Diệp Bắc Minh vô cùng bình tĩnh, nhìn khắp bốn phía còn có người nào muốn giúp nhà họ Thẩm nữa không? Xung quanh hoàn toàn tĩnh mịch. Một giây sau, Diệp Bắc Minh bước một bước đến trước mặt Thẩm Vạn Tứ, tiện tay túm lấy cổ ông ta, có vui không? Có vui không? A, à, nghe được ba chữ này. Những người còn lại đều hít sâu một hơi. Quá kinh khủng. Giết nhiều người như vậy rồi mà còn hỏi người ta có vui hay không. Giết người chu tâm. Ma quỷ. Kẻ này tuyệt đối là ma quỷ chuyển thế. Thẩm Vạn Tứ suýt nữa bị dọa chết tươi. Ông ta hoàn toàn luống cuống, hoảng sợ kêu to, đừng giết tôi, Diệp Bắc Minh. Đại nhân. Ngài không thể giết tôi, nhà họ Thẩm có sản nghiệp cực lớn, muốn cái gì có cái đó. Tôi có thể cho cậu rất nhiều tiền, cậu muốn đan dược gì tôi sẽ cho cậu đan dược đó, cậu muốn người phụ nữ nào tôi cũng có thể cho cậu người phụ nữ đó. Từ giờ trở đi, toàn bộ nhà họ Thẩm đều nghe theo lệnh của ngài, chỉ cầu ngài đừng giết tôi. Diệp Bắc Minh cười một tiếng đầy ẩn ý, sản nghiệp của nhà họ Thẩm. Tôi diệt nhà họ Thẩm rồi, không phải cũng sẽ là của tôi sao? Cái gì, cậu? Thẩm Vạn Tứ hoảng sợ trừng to mắt. Đột nhiên. Một tiếng gầm thét truyền đến, Diệp Bắc Minh, buông thần tài ra. Nơi này là đất tổ Côn Luân Hư, cậu không được dương oai. Một đội ngũ có khoảng hơn trăm người xuất hiện. Mỗi người đều có khí tức vô cùng kinh khủng, trên người mặc trường bào giống nhau, trước ngực có một cái huy chương hình rồng. Long đường. Ánh mắt tất cả mọi người đều co rụt lại. Là Mộ Dung Hải tiền bối. Mộ Dung tiền bối là trưởng lão chấp pháp đường của Long đường, Diệp Bắc Minh gặp phiền toái rồi. Rất nhiều người đều run rẩy nghị luận. Nhìn thấy người của Long Đường, Thẩm Vạn Tứ giống như tóm được cọng cỏ cứu mạng, điên cuồng kêu to, Mộ Dung trưởng lão, cứu mạng. Mau cứu tôi. Tên nhãi con này muốn giết tôi, còn muốn diệt nhà họ Thẩm của tôi. Trong đôi mắt già nua của Mộ Dung Hải toàn là vẻ lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào bóng lưng Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh, cậu đã tạo nghiệt quá nhiều rồi. Bắt đầu từ khi cậu tiến vào Côn Luân Hư. Động một tí là lại diệt cả nhà người ta, lạm sát kẻ vô tội. Hành vi của cậu đã khiến mọi người phẫn nộ, lão phu lấy thân phận trưởng lão chấp pháp đường của Long Đường để ra lệnh cho cậu thả Thẩm thần tài xuống, theo tôi về Long Đường tiếp nhận thẩm phán. Diệp Bắc Minh tiện tay dùng lực, răng rắc một tiếng giòn vang. Cổ của Thẩm Vạn Tứ đứt gãy,
đôi mắt lồi ra, chết ngay tại chỗ. Đậu má! Rất nhiều người đều khẽ kêu lên theo bản năng. Thân thể mềm mại của yêu nữ oản oản run lên, sao anh ta dám? Đám người phó thập nhất lang, thẩm lang, quỷ thủ độc thánh cũng không ngừng run rẩy. Cậu! Mộ Dung Hải ngoại trừ tức giận ra, càng nhiều hơn chính là kinh ngạc. Diệp Bắc Minh giống như ném rác rưởi vậy. Anh tiện tay vứt bỏ thi thể của Thẩm Vạn Tứ đi. Sau đó quay đầu nhìn Mộ Dung Hải, còn có chuyện kích thích hơn nữa cơ, nhìn cho thật kỹ vào. Anh khoát tay, bắt lấy tinh huyết của Thẩm Vạn Tứ từ xa. Trong đôi mắt của Diệp Bắc Minh tỏa ra ánh sáng đỏ như máu. Chỉ trong chốc lát, máu tươi của Thẩm Vạn Tứ bốc cháy lên. Đột nhiên, một tiếng hét thảm vang lên. Một người trẻ tuổi huyết mạch nhà họ Thẩm bên cạnh bốc cháy lên ngọn lửa hừng hực. Người thứ hai, người thứ ba, người thứ tư. Tất cả người có huyết mạch nhà họ Thẩm đều bị ngọn lửa bao phủ. Đám người mở to mắt, trên mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Đây là huyết mạch chú sát. Đậu má. Tất cả mọi người ở đây, bao gồm cả đám người yêu nữ oản oản, phó thập nhất lang, thẩm lang, quỷ thủ độc thánh. Cộng thêm vô số khách khứa. Bao gồm cả đám người long đường, tất cả đều tê cả da đầu. Trời ạ! Tên nhóc này là ma quỷ sao? Thế mà lại dùng huyết mạch chú sát để tiêu diệt tất cả mọi người nhà họ Thẩm. Tên điên, đây là một tên điên. Mộ Dung Hải cũng vô cùng chấn động, Diệp Bắc Minh, cậu giết nhiều người nhà họ Thẩm như vậy, thật sự không sợ gặp báo ứng sao? Diệp Bắc Minh buồn cười nói, báo ứng. Nếu như tôi chết trong Tử Vong Cốc, ông cảm thấy nhà họ Thẩm sẽ bỏ qua cho bạn bè người thân của tôi sao? Nhà họ Thẩm ở đây nhiều năm như vậy, chẳng lẽ chưa bao giờ tiêu diệt gia tộc khác? Chưa bao giờ giết những người khác? Cho dù là long đường các ông, không phải cũng cao cao tại thượng, dương lá cờ chấp pháp để loại trừ người đối lập, lạm sát kẻ vô tội sao? Diệp Bắc Minh chào phúng, ông quả thật cho rằng long đường công chính lắm sao? Đậu má! Tất cả mọi người đều ngây ra. Ai cũng không nghĩ tới Diệp Bắc Minh lại dám chào phúng trưởng lão chấp pháp đường của Long Đường như vậy. Trên trán Mộ Dung Hải nổi gân xanh, Diệp Bắc Minh, cậu. Đột nhiên, Diệp Bắc Minh hóa thành một tàn ảnh, xuất hiện ở trước người Mộ Dung Hải. Anh đưa một bàn tay ra áp xuống. Trong lòng Mộ Dung Hải bộc phát ra một ngọn lửa giận vô hình, nghiêm nghị hét to, Diệp Bắc Minh, chúng tôi còn chưa bắt đầu gây chuyện với cậu. Cậu lại dám ra tay trước. Ông ta đã sắp giận điên lên. Mộ Dung Hải thề, Diệp Bắc Minh tuyệt đối là người kiêu ngạo nhất mà ông ta từng gặp trên đời. Trong đầu vừa lóe lên ý nghĩ này, một lực lượng không thể ngăn cản đã nghiền ép xuống. Mộ Dung Hải vừa định phản kháng, lại cảm giác bả vai bị di chuyển, gân mạch trong cơ thể đứt đoạn. Ông ta nằm dạp trên mặt đất giống như chó chết. Mộ Dung trưởng lão. Những người khác của Long Đường vô cùng sợ hãi, vây quanh Diệp Bắc Minh. Đang muốn ra tay. Diệp Bắc Minh không thèm nhìn đám người, mà nhấc chân dẫm lên trên đầu Mộ Dung Hải, trở về nói cho người cầm quyền của Long Đường, về sau Côn Luân Hư sẽ do Diệp Bắc Minh tôi định đoạt. Nếu người của Long Đường còn dám xuất hiện, nhảy nhót một lần ở trước mặt tôi. Nhà họ Thẩm hôm nay chính là Long Đường ngày mai. Xung quanh hoàn toàn tĩnh mịch. Trong lòng tất cả mọi người đều sinh ra một loại cảm giác sợ hãi. Thế mà anh lại uy hiếp Long Đường. Ông trời ơi! Kẻ này thật ngông cuồng. Ngông cuồng đến mức không coi ai ra gì. Đây chính là Long Đường. Mấy ngàn năm nay, Long Đường đều là tồn tại trí cao vô thượng của Côn Luân Hư. Ngoại trừ chỗ kia ra, ai còn dám ngỗ nghịch Long Đường? Cậu! Mộ Dung Hải xấu hổ gào thét. Ánh mắt Diệp Bắc Minh ngưng tụ, làm sao? Ông không phục. Anh nhấc chân hung hăng giẫm một cái. Một cánh tay của Mộ Dung Hải nổ tung ầm vang, đau nhức kịch liệt khiến ông ta thống khổ hét thảm lên, Giờ phút này, trong đầu Mộ Dung Hải chỉ có một suy nghĩ, nếu còn phản bác một câu nữa, vị sát thần này sẽ giết ông ta thật. Ông ta hoảng sợ kêu to, phục, Mộ Dung Hải tôi phục. Sát thần đại nhân tha mạng. Thế mà trưởng lão chấp pháp đường của Long Đường cũng phải sợ. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Diệp Bắc Minh hoàn toàn thay đổi. Trong lòng của tất cả mọi người đều sinh ra một suy nghĩ, từ hôm nay trở đi, toàn bộ Côn Luân Hư còn có ai có thể trị được anh nữa. Diệp Bắc Minh mất hết cả hứng khoát tay, cút đi.
Mộ Dung Hải đứng lên, dẫn đám người Long Đường chật vật rời đi. Diệp Bắc Minh chuyển ánh mắt đến trên người yêu nữ Oản Oản, Phó Thập Nhất Lang, Thẩm Lang, Quỷ Thủ Độc Thánh. Không phải mấy người muốn giết tôi sao? Bốn người quay sang nhìn nhau. Yêu nữ Oản Oản làm ra dáng vẻ điềm đạm đáng yêu, hai mắt đẫm lệ quỳ gối dưới chân Diệp Bắc Minh, ôm lấy đùi của anh, đại nhân, tha mạng đi. Chúng tôi biết sai rồi. Nô gia bây giờ chính là của ngài, ngài muốn làm gì với tôi cũng được. Ngài muốn cái gì, tôi sẽ cho ngài cái đó. Cô ta ngẩng đầu, giống một con mèo nhìn Diệp Bắc Minh, liếm đôi môi đỏ mê người của mình. Ánh mắt những người còn lại đều nóng rực như lửa, huyết dịch đều muốn sôi trào lên. Chỉ cần Diệp Bắc Minh cúi đầu là có thể nhìn thấy dãy núi chập trùng, thật sự muốn cái gì cũng được sao? Đương nhiên, yêu nữ Oản Oản hưng phấn hẳn lên. Trong đầu đã cô ta đã tưởng tượng ra cảnh mình bị Diệp Bắc Minh đặt ở dưới thân. Một người đàn ông ưu tú như vậy, chết ở trong tay anh ấy cũng được. Đương nhiên, không phải bị giết chết, mà là một kiểu chết loại khác. Nghĩ tới đây, thân thể của cô ta giống như bị điện giật. Hai chân khẽ run lên, ngài muốn cái gì cũng được. Diệp Bắc Minh lạnh lùng cười một tiếng, tôi muốn mạng của cô. Yêu nữ Oản Oản thay đổi sắc mặt, cái gì? Ngài? Diệp Bắc Minh đạp một cước ra ngoài, yêu nữ Oản Oản bay ra, trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Mọi người ngẩn ngơ. Yêu nữ Oản Oản tuyệt đối là báu vật, một người đẹp tuyệt sắc đứng trong top 10 bảng nữ thần Côn Luân Hư. Cứ thế mà chết đi. Chạy. Phó Thập Nhất Lang hét lớn một tiếng. Mấy người lập tức xoay người chạy. Diệp Bắc Minh nhảy lên thật cao giống như một con khỉ, dẫm trên lưng Phó Thập Nhất Lang. Răng rắc một tiếng vang thật lớn. A! Phó Thập Nhất Lang kêu thảm, rơi xuống đập vào mặt đất giống như thiên thạch, hóa thành một đống máu me. Thẩm Lang muốn rách cả mí mắt, sủa loạn một tiếng, Diệp Bắc Minh, cậu quá hung tàn. Cậu làm như vậy, không sợ bị các thế lực lớn của Côn Luân Hư hợp tác tấn công sao? Diệp Bắc Minh trực tiếp xông tới, Côn Luân Hư chắc chắn sẽ thần phục dưới chân của tôi, hợp tác tấn công. Anh cho rằng bọn họ có lá gan này sao? Cuồng vọng, cao ngạo, coi trời bằng vung. Loại khí thế này khiến tất cả mọi người ở đây đều phải nghẹn họng nhìn chân chối. Cậu, Thẩm Lang bị dọa đến mức con ngươi co rụt lại. Diệp Bắc Minh đứng ở trước người hắn, đấm ra một quyền. Thẩm Lang bay thẳng ra ngoài, phun ra mười mấy ngụm máu tươi, nằm dạp trên mặt đất cầu xin, đại nhân, tha mạng. Thẩm Lang tôi biết sai rồi, cầu xin đại nhân tha cho tôi một lần, từ giờ trở đi tôi chính là con chó của đại nhân ngài. Ngài bảo tôi giết ai tôi sẽ giết kẻ ấy, ngài muốn tôi làm cái gì tôi sẽ làm cái đó. Diệp Bắc Minh chậm rãi đi tới. Rầm rầm rầm. Thẩm Lang điên cuồng dập đầu. Diệp Bắc Minh lạnh lùng nói, tôi đã cho mấy người cơ hội lúc ở Tử Vong Cốc, nhưng mấy người lại không lựa chọn thần phục. Cái gì? Thẩm Lang sững sờ. Diệp Bắc Minh vung bàn tay lên, đập hắn thành mưa máu. Thiên hạ đệ nhất kiếm Thẩm Lang, chết. Diệp Bắc Minh không chút do dự, xoay người một cái để mắt tới Quỷ Thủ Độc Thánh. Quỷ Thủ Độc Thánh kinh hãi đến mức tê cả da đầu, không ngừng lui lại, cậu Diệp. Tôi không có một chút ác ý nào với cậu cả. Tôi nguyện ý làm chó của ngài, nguyện ý làm nô lệ của ngài. Thậm chí tôi có thể ký kết khế ước nô lệ, chỉ cần ngài. Nhưng còn chưa nói xong. Quỷ Thủ Độc Thánh liền nhìn thấy Diệp Bắc Minh cầm kiếm Đoạn Long trong tay, đánh tới. Hắn sợ đến mức trái tim như muốn nổ tung. Tê cả da đầu. Một cảm giác căm giận ngút trời và sợ hãi đồng thời ở sinh ra trong lòng. Hắn phẫn nộ gào thét, Diệp Bắc Minh, cậu đúng là khinh người quá đáng. Tôi đã nguyện ý thần phục, thế mà cậu còn không chịu buông tha cho tôi, đúng là độc ác. Cậu mới là kẻ ác số một thiên hạ. Diệp Bắc Minh mỉm cười, cảm ơn anh đã khích lệ. Nhưng mà anh vẫn phải chết. Một giây sau, Diệp Bắc Minh đã xuất hiện trước người Quỷ Thủ Độc Thánh, chém kiếm Đoạn Long xuống. Quỷ Thủ Độc Thánh vẩy ra một đống độc phấn, sát thần. Hãy xem sự lợi hại của độc vương số một thiên hạ đi. Hắn vung tay lên. Một đống bột phấn bảy màu bay ra ngoài. Trong toàn bộ sân nhà họ Thẩm, cuồng phong lập tức phun trào, những tiếng kêu thảm thiết truyền đến. A, mặt của tôi bị hòa tan rồi. Mắt của tôi không nhìn thấy gì nữa. Có độc, trong bột phấn có độc. Rất nhiều người kêu thảm.
những người hít phải bột phấn, máu thịt trên người đều bị mục nát, thất khiếu chảy máu mà chết. Trong nháy mắt đã có vô số người tử thương. Diệp Bắc Minh bị xương độc bảy màu bao phủ, hoàn toàn không lên tiếng nữa. Quỷ thủ độc thánh nhìn đám xương độc kia, cười to, ha 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 ha, Diệp Bắc Minh, cuối cùng cậu cũng đã chết rồi. Ở trước mặt kỳ độc số một thiên hạ quỷ thủ độc thánh tôi, cho dù là người tu võ cảnh giới hợp nhất cũng đều phải chết. Sát thần, trò cười thôi. Ha 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 ha. Quỷ thủ độc thánh ngửa mặt lên trời cười to. Bỗng nhiên, một giọng nói lạnh nhạt truyền đến, đây chính là kỳ độc số một thiên hạ sao? Mạn Đà La, Hạc Đỉnh Hồng, kịch độc của rắn cạp nong là thành phần chủ yếu, còn có hạnh hoa thảo, bà la quả, kim tuyến diệp. Xương độc tản đi. Diệp Bắc Minh không có chút dấu hiệu trúng độc nào, đứng chắp tay tại chỗ. Quỷ thủ độc thánh vô cùng chấn động, cậu, làm sao cậu biết phương pháp luyện chế của loại độc này? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Loại độc này là tự tay tôi luyện chế ra, phương pháp luyện chế là tuyệt mật. Không có bất kỳ người nào biết, làm sao cậu có thể biết được? Diệp Bắc Minh cười, cái này mà còn được gọi là phương pháp luyện chế ư? Anh vừa nói vừa lắc đầu, anh chỉ trộn các loại kịch độc cùng với nhau thôi, trong mắt tôi cũng chỉ là rác rưởi. Phù! Diệp Bắc Minh hít sâu một hơi. Tất cả xương độc xung quanh đều bị anh hút vào trong cơ thể. Làm sao cậu dám? Quỷ thủ độc thánh sợ tới mức choáng váng, cho dù là chính hắn cũng không dám trực tiếp hút loại độc này vào người. Một giây sau, Diệp Bắc Minh quát lên một tiếng lớn. Xương độc phun ra từ trong miệng anh, bao phủ quỷ thủ độc thánh. Quỷ thủ độc thánh còn không kịp kêu thảm đã hóa thành một bãi máu ngay tại chỗ. Những người tu võ chúng độc còn lại nhìn thấy một màn này, liền vọt tới bên cạnh Diệp Bắc Minh. Bịch, đồng loạt quỳ xuống. Anh Diệp cứu mạng, ngài không sợ loại độc này, nhất định sẽ có biện pháp giải độc đúng không? Cậu Diệp, cầu xin ngài mau cứu tôi, chỉ cần ngài cứu tôi, kể từ bây giờ nhà họ Từ tôi sẽ coi ngài như thiên lôi sai đâu đánh đó. Một lão già đỏ bừng mắt, trong miệng không ngừng tràn ra máu đen. Nếu không phải ông ta có thực lực cường đại, chỉ sợ đã sớm hóa thành một vũng máu rồi. Anh Diệp cứu mạng. Sát thần đại nhân cứu mạng. Mấy trăm vị khách đều quỳ trên mặt đất dập đầu. Diệp Bắc Minh nhìn lướt qua đám người, cứu mấy người cũng được thôi. Cảm ơn anh Diệp. Đám người cảm động đến mức rơi nước mắt. Giọng nói lạnh như băng tiếp tục truyền đến, nhưng tất cả các thế lực do mấy người quản lý, bao gồm cả mạng sống của mấy người. Từ giờ trở đi sẽ chính là của Diệp Bắc Minh tôi. Nếu người nào có ý định phản bội, sẽ chết không có chỗ chôn. Thân thể của mọi người run lên. Lão già kia bỏ qua, quỳ gối dưới chân Diệp Bắc Minh, cậu Diệp, từ vinh thịnh tôi từ giờ trở đi chính là một con chó của ngài, cầu xin ngài cứu tôi. Diệp Bắc Minh không nói nhảm. Anh đưa tay bắn ra ba cây ngân châm, cắm vào người lão già kia. Phụt! Cơ thể già nua của Từ Vinh Thịnh run lên, phun ra một ngụm máu đen. Lại có thể đứng lên. Từ Vinh Thịnh rung động nhìn thoáng qua Diệp Bắc Minh, rốt cuộc kẻ này có lai lịch gì? Chẳng những có võ công nghịch thiên mà còn có y thuật quỷ thần. Đây chính là độc của độc vương số một thiên hạ. Thế mà cậu ta có thể tiện tay phá giải sao? Một giây sau, Từ Vinh Thịnh không chút do dự, chủ động quỳ trên mặt đất, Từ Vinh Thịnh tham kiến chủ nhân. Những người tu võ còn lại thấy thế cũng cùng nhau hô to, tham kiến chủ nhân. Nửa ngày sau, một tin tức đã truyền ra khắp toàn bộ Côn Luân Hư, sát thần mạnh mẽ xông vào nhà họ Thẩm đã bị hủy diệt. Nhà họ Tiêu, tiểu thư, nhà họ Thẩm đã xảy ra chuyện lớn rồi. Một lão già vội vã xông vào thư phòng, nhanh chóng nói qua về chuyện ở nhà họ Thẩm. Tiêu Dung Phi khiếp sợ đứng lên, ông nói cái gì? Diệp Bắc Minh không chết trong Tử Vong Cốc, còn xông vào nhà họ Thẩm, hủy diệt nhà họ Thẩm rồi. Chuyện này, làm sao có thể? Một giây sau, Tiêu Dung Phi bỗng nhiên dậm chân một cái, chạy về phía khuê phòng của Tiêu Nhã Phi. Trong lòng cô ta đã sớm nổi lên sóng to gió lớn, em gái, lần này thế mà em lại đoán đúng rồi. Diệp Bắc Minh, rốt cuộc anh là yêu nghiệt gì vậy? Trong phòng, chị không lừa em chứ? Tiêu Nhã Phi há to cái miệng nhỏ, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Tiêu Dung Phi nghiêm túc lắc đầu, loại chuyện lớn này, sao chị có thể lừa em được? Tiêu Nhã Phi kích động bật khóc, em biết ngay mà,
Sao anh ấy có thể chết được? Anh ấy sẽ không chết, em muốn đi tìm anh ấy. Cô ta đang muốn đứng dậy, lại lập tức ngã xuống đất. Tiêu Dung Phi liền vội vàng đỡ cô ta đứng lên, em muốn đi tìm anh ấy thì cũng phải ăn cơm trước chứ. Tiêu Nhã Phi đã không ăn không uống 3 ngày, cả người vô cùng tái nhợt. Được, em ăn. Tiêu Nhã Phi liên tục gật đầu. Long đường. Sắc mặt Mộ Dung Hải tái nhợt nói, mọi chuyện chính là như vậy, Diệp Bắc Minh kia không thèm coi uy nghiêm của chấp pháp đường ra gì, chẳng những đánh tôi bị thương nặng, còn hủy diệt nhà họ Thẩm. Cậu ta còn nói Long đường không nên trêu chọc cậu ta. Càng không nên xen vào chuyện của cậu ta, nếu không, kết cục hôm nay của nhà họ Thẩm chính là Long đường ngày mai. Trong phòng họp hoàn toàn tĩnh mịch, ánh mắt của đám người không ngừng co vào. Thế mà nhà họ Thẩm lại bị hủy diệt thật rồi. Một lão già vỗ bàn đứng dậy, cậu ta đúng là láo xược. Một lão già khác gầm thét, Diệp Bắc Minh này đúng là quá phận. Trước đó giết Đan Hoàng, bây giờ lại uy hiếp Long đường. Mẹ nó, tức chết ông đây rồi. Lúc này mới có mấy tháng trôi qua, tên nhãi này lại muốn vô địch Côn Luân hư sao. Bình thường cậu ta ngang ngược càn rỡ còn chưa tính, thế mà còn dám không thèm coi chấp pháp đường của Long đường ra gì. Đúng là quá mức ngông cuồng. Các trưởng lão ở đây đều ồn ào nói. Giọng điệu vô cùng giận dữ. Ánh mắt các vị trưởng lão ngưng tụ, nhìn về phía đại trưởng lão Long đường. Đại trưởng lão, chúng ta nhất định phải tiêu diệt kẻ này. Nếu không, về sau Côn Luân Hư sẽ trở thành thiên hạ của Diệp Bắc Minh thật mất. Không sai, đại trưởng lão, thỉnh cầu tiêu diệt Diệp Bắc Minh. Giết! 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 Mấy trăm trưởng lão trăm miệng một lời hét lớn. Sát khí ngập trời. Đại trưởng lão Long đường ngồi ở chỗ đó, bình tĩnh mở miệng, trong tay kẻ này có một thanh thần khí, có thể giết cả cao thủ cảnh giới hợp nhất. Kẻ này không đáng sợ, thứ đáng sợ là kiếm Đoạn Long trong tay cậu ta. Trong số mấy người, ai có nắm chắc có thể cản được của một kích kiếm Đoạn Long? Lời này giống như một chậu nước lạnh dội lên trên đầu đám người, tất cả mọi người đều lập tức an tĩnh. Bỗng nhiên, một giọng nói già nua truyền đến, chẳng lẽ kẻ này là kẻ may mắn, tương lai sẽ là chủ nhân của Côn Luân Hư sao? Xoẹt! Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người đều trừng to mắt. Kẻ may mắn. Suýt nữa bọn họ đã quên mất chuyện này, đế tinh rơi xuống, đế tinh mới sẽ mọc lên. Chủ nhân của Côn Luân Hư đời tiếp theo sắp sinh ra. Tất cả các dấu hiệu trùng hợp đều cho thấy Diệp Bắc Minh kia rất có thể chính là chủ nhân của Côn Luân Hư đời tiếp theo. Đột nhiên, kẹt kẹt, cánh cửa phòng họp bị đẩy ra từ bên ngoài. Một trưởng lão gầm thét, mẹ nó, ai vậy? Không phải đã nói có bất kỳ chuyện gì cũng không được quấy rầy sao? Nhưng vừa nhìn lại, trưởng lão này đã sửng sốt, con người co rụt lại. Sau đó lập tức hoảng sợ cúi đầu xuống. Chỉ thấy một người trẻ tuổi mặc hoa phục đi tới, Phùng trưởng lão, có chuyện gì mà lại tức giận như thế? Vèo! Mấy trăm ánh mắt đồng loạt rơi vào trên người người trẻ tuổi mặc hoa phục. Ngay cả đại trưởng lão cũng không nhìn được đứng lên, ngài, sao ngài đã từ đại lục chân võ trở về rồi? Thiên hạ đệ nhất các! Nửa quả táo trong tay Lăng Vận Nhi rơi xuống đất, hả? Cô ta khiếp sợ nhìn lão già trước mắt, ông nội, ông nói cái gì? Diệp Bắc Minh kia không chết, làm sao có thể? Cháu đã tận mắt nhìn thấy anh ấy tiến vào tử vong cốc, những người khác đi ra, chỉ có một mình anh ấy không ra. Sắc mặt lão già vô cùng nghiêm túc, ông cũng rất khó tin tưởng, nhưng đây chính là thật. Nửa ngày trước, nhà họ Thẩm đã bị kẻ này hủy diệt. Lăng Vận Nhi mở to đôi mắt đẹp, chẳng lẽ là cháu nhìn nhầm rồi sao? Lão già cũng nhíu chặt mày, chẳng lẽ lão phu đã nhìn nhầm? Chủ nhân của Côn Luân Hư không phải người kia của Điện Kỵ Sĩ Thánh Long. Mà là, Diệp Bắc Minh. Bỗng nhiên, một tên thuộc hạ chạy tới, trên mặt tràn đầy vẻ kích động, các chủ, anh ta đã trở về. Lão già nhướng mày, ai vậy? Thuộc hạ nhanh chóng trả lời, Long Đường, Lý Huyền Cơ. Gương mặt xinh đẹp của Lăng Vận Nhi rung động, không thể nào. Cả người lão già cũng chấn động, sao đột nhiên cậu ta lại trở về đúng lúc này? Chẳng lẽ đây chính là ý trời sao? Chủ nhân của Côn Luân Hư không phải Diệp Bắc Minh, mà là cậu ta. Tất cả đều khó bề phân biệt. Thanh Huyền Tông, trên đài võ đạo. Vương Như Yên đang chiến đấu với một người phụ nữ xinh đẹp. Hai bóng hình xinh đẹp đánh nhau túi bụi, không phân cao thấp.
bên dưới sân võ đạo, vô số nam đệ tử đứng đấy, vẻ mặt vô cùng ái mộ. Vương sư muội quá lợi hại, mới nhập môn được mấy tháng. Thế mà đã có thể khiêu chiến Hoàn Nhan sư tỷ. Đột nhiên, nhẫn chữ vật của Vương Như Yên chấn động. Gương mặt xinh đẹp của cô ấy lập tức thay đổi, quả quyết dừng tay, chờ một chút. Hoàn Nhan Khuynh Thành nhíu mày, Vương sư muội, sao thế? Vương Như Yên lấy một miếng ngọc cổ đang tỏa sáng từ trong nhẫn chữ vật ra, Hoàn Nhan sư tỷ, tôi còn có chút việc, đi trước đây. Hoàn Nhan Khuynh Thành ngơ ngác, Vương sư muội, chỉ cần cô khiêu chiến tôi thành công, sẽ có thể tiến vào nội môn. Trở thành đệ tử nội môn, một năm chỉ có một cơ hội, cô muốn từ bỏ sao? Vương Như Yên nhảy xuống đài võ đạo, cũng không quay đầu lại, tôi nhận thua. Cái gì? Hoàn Nhan Khuynh Thành há to cái miệng nhỏ, đơn giản là không dám tin. Dưới đài võ đạo cũng hoàn toàn sôi trào. Từ khi Vương sư muội tiến vào Thanh Huyền Tông, 139 trận chiến trên đài võ đạo, nhưng chưa bao giờ thất bại. Sao hôm nay lại nhận thua? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì mà lại khiến Vương sư muội không muốn chiến tích thắng liên tiếp nữa? Vô số đệ tử của Thanh Huyền Tông đều ngây người ra. Giờ phút này, Thanh Huyền Tông, trong một cái sân nào đó. Vương Như Yên vô cùng kích động, bát sư tỷ, cửu sư tỷ, tiểu sư đệ đã trở thành võ đế rồi. Ngay vừa rồi, lục sư tỷ và ngũ sư tỷ đã truyền tin tức đến. Hơn nữa tiểu sư đệ cũng đã biết thân thế của mình. Không lâu sau vậy ấy sẽ đến Thanh Huyền Tông tìm chúng ta. Vương Như Yên nói một hơi dài. Cái gì? Hoàng hậu Hồng Đào và Lục Tuyết Kỳ xông lại, túm chặt lấy tay Vương Như Yên, thập sư muội, em nói thật sao? Nhanh như vậy sao, chị còn tưởng rằng còn hơn một năm nữa chứ? Hoàng hậu Hồng Đào tỏ ra cương triều, hì hì, rất nhanh sẽ có thể được bắt nạt tiểu sư đệ rồi. Lục Tuyết Kỳ nghiêm mặt nói, cửu sư muội, chỉ sợ không được. Em đừng quên, chúng ta đã đồng ý với Diệp tiền bối. Chỉ cần tiểu sư đệ biết thân phận của mình, chúng ta sẽ không thể làm sư tỷ của cậu ấy nữa, chỉ có thể làm thị nữ của cậu ấy. Vương Như Yên và Hoàng hậu Hồng Đào sững sờ, giống như bị người ta dội một chậu nước lạnh vào đầu. Bọn họ mất mát cúi đầu xuống. Đúng vậy, cuối cùng ngày đó cũng đã đến rồi. Cùng lúc đó, ở sâu trong nhà họ Thẩm, Diệp Bắc Minh ngồi xếp bằng, tiến vào bên trong tháp Càn Khôn Chấn Ngục. Anh đã liên tục tăng lên 3 cảnh giới nhỏ, có thể mở ra tầng 3 của tháp Càn Khôn Chấn Ngục. Lúc anh đang chuẩn bị mở ra, đột nhiên, con mắt thần ma tự động mở ra, một luồng ánh sáng cường đại bộc phát, phản chiếu ra một cảnh tượng. Trong cảnh tượng đó, một người phụ nữ xuất hiện. Đôi mắt dịu dàng như nước, bởi vì đang nở nụ cười tươi nên trên gương mặt hiện ra hai cái lúm đồng tiền. Bà ấy dịu dàng nhìn Diệp Bắc Minh, Minh Nhi, con đã trưởng thành rồi. Tay chân Diệp Bắc Minh đều đang run rẩy, khuôn mặt kìm nén đến mức đỏ bừng. Anh thở hổn hển, trái tim không ngừng đập thình thịch điên cuồng. Huyết dịch trực tiếp xông lên đầu. Anh kích động kêu một tiếng, mẹ. Người phụ nữ cười gật đầu, là mẹ đây. Diệp Bắc Minh vọt vàng vọt qua. Anh nhào vào trong lòng hư ảnh người phụ nữ, nửa quỳ trên mặt đất mẹ. Diệp Thanh Lam cũng rất kích động, đôi mắt đỏ lên, Minh Nhi, con trai ngoan của mẹ. Đây là một sợi thần hồn của mẹ, để con tạm thời có thể nói chuyện với mẹ. Nhưng thời gian chỉ có 5 phút. Diệp Bắc Minh căn bản không có cách nào duy trì bình tĩnh, mẹ, cuối cùng cũng được nhìn thấy mẹ đang ở đâu. Con nhớ mẹ lắm, bây giờ con rất muốn được gặp mẹ. Mẹ đang ở Hoàng Triều Đại Chu, hay là ở Thanh Huyền Tông? Mẹ hãy nói cho con biết mẹ ở đâu, con sẽ lập tức đi tìm mẹ. Vẻ mặt Diệp Thanh Lam cực kỳ phức tạp, Minh Nhi, mẹ tạm thời không thể nói cho con biết ở đâu được. Tình cảnh của mẹ sẽ gây ra nguy hiểm rất lớn cho con. Diệp Bắc Minh kiêu ngạo nói, mẹ, con không sợ. Trong vòng một tháng, con sẽ có thể trở thành chủ nhân của Côn Luân Hư. Đến lúc đó toàn bộ Côn Luân Hư, sẽ không có người nào có thể làm tổn thương con được. Trên mặt Diệp Thanh Lam hiện vẻ vui mừng, con trai ngoan, kẻ địch của mẹ không ở Côn Luân Hư. Minh Nhi, con đã trưởng thành, để mẹ nhìn con thật kỹ một lát. Diệp Thanh Lam nói. Bà ấy đưa tay vuốt ve gương mặt Diệp Bắc Minh. Sau một lát, Diệp Thanh Lam nghiêm túc nói, Minh Nhi, mẹ không có nhiều thời gian lắm.
mẹ sẽ nói ngắn gọn thôi, con đã dung hợp con mắt thần ma rồi đúng không? Diệp Bắc Minh gật đầu, đúng thế. Diệp Thanh Lam nghiêm túc nhắc nhở, nếu con đã dung hợp con mắt thần ma, vậy chắc hẳn cũng đã thức tỉnh huyết mạch ma tộc. Mặc dù chỉ có một phần tư huyết thống ma tộc, nhưng nếu bị người ngoài biết, con sẽ rất nguy hiểm. Diệp Bắc Minh nhíu mày, mẹ, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Sao con lại rất nguy hiểm? Bố con ở đâu? Diệp Thanh Lam lắc đầu, lúc mẹ và bố con bị đuổi giết đã tách nhau ra, bây giờ mẹ cũng không biết ông ấy đang ở đâu. Cái gì? Diệp Bắc Minh giật nảy cả mình, trên mặt tràn đầy vẻ giận dữ, là ai truy sát hai người? Chuyện này rất phức tạp, tạm thời không thể giải thích rõ ràng cho con được. Diệp Thanh Lam vẫn lắc đầu, Minh Nhi, chờ thực lực của con đủ cường đại, mẹ sẽ nói cho con biết tất cả. Bây giờ chỉ cần tu luyện cho tốt. Thứ nhất là trở thành chủ nhân của Côn Luân Hư, tiến vào thiên hạ đệ nhất các. Bố con đã để lại cho con một thứ. Diệp Bắc Minh sững sờ. Bố mình. Anh nghiêm túc gật đầu, vâng. Giọng nói của Diệp Thanh Lam tiếp tục truyền đến, thứ hai, mẹ đã đồng ý với một vị tổ tiên nhà họ Diệp, sẽ sửa lại án xử sai vì nhà họ Diệp. Thế nhưng mẹ rời đi rất vội vàng, chưa hoàn thành được lời hứa hẹn này. Con hãy thay mẹ đi Hoàng Triều Đại Chu một chuyến, lấy lại tất cả những thứ thuộc về nhà họ Diệp. Vâng. Diệp Bắc Minh lại gật đầu lần nữa. Diệp Thanh Lam vui mừng cười một tiếng, thứ ba là gia nhập Thanh Huyền Tông. Chờ đến khi có đầy đủ thời cơ, mẹ sẽ đích thân xuất hiện nói cho con biết tất cả. Diệp Bắc Minh ngắt lời mẹ mình, mẹ, rốt cuộc là chuyện gì, vì sao không thể cho con biết? Nếu bây giờ con biết quá nhiều, sẽ không có ích lợi gì cho con cả. Nhưng mà mẹ, Minh Nhi, tin tưởng mẹ sẽ không hại con. Diệp Thanh Lam cưng chiều cười một tiếng, con đã lớn, mẹ đã chuẩn bị cho con 10 thị nữ. Bọn họ đều có thiên phú cực kỳ nghịch thiên. Nếu con có thể cố gắng nhiều một chút. Lần sau lúc mẹ được gặp lại con lần nữa, hãy sinh cho mẹ 18 đứa cháu trai. Khụ khụ. Diệp Bắc Minh vô cùng xấu hổ, lớn tiếng cường điệu, mẹ, bọn họ đều là sư tỷ của con. Diệp Thanh Lam hừ nhẹ một tiếng, sư tỷ thì sao chứ? Sư tỷ. Đột nhiên. Giọng nói bỗng im bặt, bóng dáng Diệp Thanh Lam biến mất trong nháy mắt. Mẹ. Diệp Bắc Minh quát lên một tiếng lớn, dư âm quanh quẩn trong không gian Tháp Càn Khôn Chấn Ngục. Giọng nói của Tháp Càn Khôn Chấn Ngục truyền đến, nhóc con, đừng gọi nữa. Đây là truyền âm thần hồn, hy sinh một bộ phận thần hồn để trả giá, tiến hành liên hệ cự ly siêu dài. Chỉ làm được một lần mà thôi. Mẹ cậu sẽ không xuất hiện nữa đâu. Đôi mắt Diệp Bắc Minh đỏ bừng, mở tầng thứ 14, tầng thứ 15, tầng thứ 16 của Tháp Càn Khôn Chấn Ngục ra cho tôi. Một giây sau, Diệp Bắc Minh trực tiếp tiến vào bên trong Tháp Càn Khôn Chấn Ngục. Tầng thứ 14, một mặt phẳng nhỏ xuất hiện ở trước mắt. Không ngoài dự đoán, đây là một bản bí tịch. Anh đi lên mở ra xem một chút, Nguyên Thiên Thần Nhãn. Đẳng cấp, không rõ. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục giật nảy cả mình, mẹ nó, cái gì? Nhóc con, thế mà cậu lại có được Nguyên Thiên Thần Nhãn sớm như vậy? Làm sao có thể? Ông ta có chút chấn động. Diệp Bắc Minh nhíu mày, sao vậy? Chẳng lẽ Nguyên Thiên Thần Nhãn này rất lợi hại sao? Giọng điệu của Tháp Càn Khôn Chấn Ngục vô cùng nghiêm túc, nào chỉ là lợi hại, những chủ nhân các đời trước kia của Tháp Càn Khôn Chấn Ngục phải vượt qua ít nhất là 50 tầng mới có thể đạt được Nguyên Thiên Thần Nhãn. Mẹ nó cậu mới tới tầng thứ mấy? Mới tới tầng thứ 14, vậy mà cậu đã lấy được Nguyên Thiên Thần Nhãn. Diệp Bắc Minh khó hiểu, thứ này có thể làm được cái gì? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục giải thích, có thể nhìn thấu tất cả. Nhìn thấu tất cả. Đúng vậy, bất kỳ vật gì ở trước mặt cậu đều không thể ngăn cản tầm mắt của cậu. Đêm tối, sương mù, trong nước, tất cả đều có thể sử dụng, cho dù là kim loại, cơ thể người cũng đều có thể trực tiếp nhìn thấu. Diệp Bắc Minh sững sờ, vậy không phải là nhìn xuyên qua sao? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục trả lời, có thể hiểu như vậy. Diệp Bắc Minh thu hồi bí tịch. Tiến vào tầng thứ 15. Vẫn chỉ có một mặt phẳng nhỏ, phía trên đặt một bản cổ tịch. Hả? Diệp Bắc Minh cầm lên xem xét, có chút kinh ngạc, trên này ghi chép các loại thể chất. Lại là do sư phụ thứ 100 của tôi thần chủ tuyệt thế thủ bút. Độc thể thiên sinh, thể huyền minh, thể long dương. Đúng rồi,
Nhược Tuyết là thể kiếm tâm. Tìm được rồi. Diệp Bắc Minh đã tìm thấy thể kiếm tâm nói rõ. Trời sinh thân thiết với kiếm đạo, nếu tu luyện kiếm kỹ sẽ tiến triển cực nhanh. Ở trang cuối cùng của quyển cổ tịch này, Diệp Bắc Minh còn tìm được một bộ sơ đồ về gân mạch trong cơ thể người. Đối với những bác sĩ bình thường, cơ thể người có tổng cộng 720 huyệt vị. Nhưng bộ sơ đồ về gân mạch trong cơ thể người này lại ghi chép cơ thể người có tổng cộng 1440 huyệt vị. Tăng lên gấp đôi. Diệp Bắc Minh nhìn sơ đồ này, cứ như phát hiện ra một đại lục mới vậy. Nửa giờ sau, anh tiến vào tầng thứ 16 của tháp Càn Khôn Chấn Ngục. Một bản võ kỹ xuất hiện ở trước mắt Diệp Bắc Minh. Những chỗ bị bóng tối bao trùm đều là vương thổ của ta. Ta sinh ra trong bóng tối, quật khởi trong giết chóc. Cửu U Thần Ma Quyết. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục hoàn toàn chấn động, đậu má. Nhóc con, cậu nói cái gì? Cửu U Thần Ma Quyết. Đây chính là công pháp của Cửu U Đại Đế ký chủ thuộc top 100 các đời của Tháp Càn Khôn Chấn Ngục. Diệp Bắc Minh khó hiểu, Cửu U Đại Đế. Ông ta rất mạnh sao? Nghe được câu hỏi này, Tháp Càn Khôn Chấn Ngục suýt nữa nói không ra lời. Nó nhịn không được than thở, nhóc con, cậu có biết xếp hạng trong top 100 ký chủ của bản tháp là khái niệm gì không? Nếu như Cửu U Đại Đế muốn, ông ta có thể dùng một bàn tay để hủy diệt toàn bộ đại lục chân võ. Cái gì mà Côn Luân Hư, Hoàng Triều Đại Chu, Thanh Huyền Tông, tất cả đều sẽ bị chôn vùi. Diệp Bắc Minh nhàn nhạt a một tiếng, tôi không tin. Đậu má! Tháp Càn Khôn Chấn Ngục trực tiếp hét toáng lên, nhóc con, cậu không tin. Được, bản tháp sẽ nói cho cậu về Cửu U Đại Đế thật kỹ. Diệp Bắc Minh lại lắc đầu, xin lỗi nhé, tôi không có hứng thú, ngậm miệng đi. Anh cúi đầu, tiếp tục nghiên cứu Cửu U Thần Ma Quyết. Đột nhiên, hai mắt Diệp Bắc Minh tỏa sáng, mà ông nói cũng đúng đấy, quả thật nó có chút thú vị. Tiến vào lĩnh vực thời gian. Lần này, anh ở trong lĩnh vực thời gian tận 10 ngày. Bên ngoài cũng đã đi qua 3 ngày. Ở trong lĩnh vực thời gian. Diệp Bắc Minh mở mắt ra, Cửu U Thần Ma Quyết quả nhiên là thú vị, bình thường tôi học rất nhanh, mấy giờ là có thể học được một thứ nào đó. Lần này, vì để học được Cửu U Thần Ma Quyết, tôi lại tốn tận 10 ngày. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục có một loại xúc động muốn mắng chửi người, nhóc con, cậu đừng có mà được tiện nghi còn khoe mẽ. Cửu U Đại Đế đã bỏ ra hơn chục ngàn năm để sáng tạo ra thần thông, cậu lại chỉ mất 10 ngày để học được. Thế mà còn nói người ta chỉ có chút thú vị thôi sao? Chẳng phải là chỉ có chút thú vị thôi à? Diệp Bắc Minh lười nghe Tháp Càn Khôn Chấn Ngục châm chọc nữa, trực tiếp đứt liên hệ với ông ta. Anh mở mắt ra. Một giọng nói vui vẻ truyền đến, a, chủ nhân, cuối cùng anh cũng đã tỉnh. Trần Lê Y mừng rỡ nhìn Diệp Bắc Minh. Cô ấy quay ra phía ngoài cửa hô to, thiếu chủ tỉnh rồi, mọi người mau vào đi. Diệp Bắc Minh giật nảy cả mình, Lê Y, sao cô lại không mặc quần áo? Trần Lê Y đỏ mặt lên, hả? Thiếu chủ, anh nói mê sảng gì vậy? Tôi đang mặc quần áo mà. Một giây sau, cánh cửa bị đẩy ra. Những bóng hình xinh đẹp xuất hiện. Chu Nhược Sư, Hạ Nhược Tuyết, Lăng Thi Âm, Ngô Khinh Diên, tất cả đều đi vào phòng. Các cô gái ở trong tầm mắt của Diệp Bắc Minh, giống như một quả vải bị bóc vỏ vậy. Cơ thể mềm mại. Mỗi một tấc da thịt đều rơi vào trong mắt Diệp Bắc Minh. Nhìn không sót một cái gì. Diệp Bắc Minh nói ra một câu theo bản năng, sao mấy người cũng không mặc quần áo vậy. Chu Nhược Sư và Hạ Nhược Tuyết nhìn thoáng qua nhau, Bắc Minh làm sao vậy? Không phải là bế quan 3 ngày rồi tẩu hỏa nhập ma chứ? Chủ nhân, anh không sao chứ? Lăng Thi Âm và Ngô Khinh Diên cũng vô cùng lo lắng. Đột nhiên, Diệp Bắc Minh giống như là nghĩ đến cái gì, khóe miệng co quắp, mẹ nó. Nguyên Thiên Thần Nhãn. Anh nhắm mắt lại, mở ra lần nữa. Tất cả đều khôi phục bình thường. Lần này thì lúng túng rồi. May mắn vừa rồi đã hủy bỏ dùng chung ý thức với Tháp Càn Khôn Chấn Ngục. Mấy cô gái vây quanh anh, Bắc Minh, anh không sao chứ? Diệp Bắc Minh nhẹ nhàng lắc đầu, không có việc gì, bế quan 3 ngày cho nên xuất hiện ảo giác. Hạ Nhược Tuyết che miệng cười trộm, anh thấy mọi người không mặc quần áo mà, đây là ảo giác gì vậy? Ặc, Diệp Bắc Minh vô cùng xấu hổ. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến một giọng nói kiêu ngạo, chủ nhân nhà tôi có lệnh.
Diệp Bắc Minh hãy ra tiếp lệnh. Vèo. Mọi người đồng thời quay đầu nhìn về hướng âm thanh truyền tới. Lăng Thi Âm hừ lạnh một tiếng, ai sao mà to gan như vậy? Diệp Bắc Minh đứng dậy, đi, đi ra xem một chút. Mọi người đi đến cửa chính nhà họ Thẩm. Lúc này Diệp Bắc Minh mới phát hiện, bảng hiệu của Thẩm Phủ đã bị đổi thành Diệp Phủ. Mà trước ngực một đám người đứng ở phía ngoài đều có huy chương của Long Đường. Lúc thấy Diệp Bắc Minh, một người đàn ông trung niên cầm đầu có vẻ mặt kiêu ngạo, khinh miệt mở miệng, cậu chính là Diệp Bắc Minh. Chủ nhân nhà tôi có lệnh. 3 ngày sau Long Đường sẽ tổ chức diễn võ, đại điển để chọn ra chủ nhân Côn Luân Hư. Đến lúc đó đại diện toàn bộ gia tộc hạng 3 trở lên ở Côn Luân Hư đều phải có mặt xem lễ. Diệp Bắc Minh, cậu cũng ở trong danh sách được mời. Diệp Bắc Minh lạnh nhạt hỏi, chủ nhân nhà ông là ai? Người đàn ông trung niên cười một tiếng sâu xa, chủ nhân nhà tôi là ai ư? Chủ nhân nhà tôi là đại đệ tử của chủ nhân Long Đường. 50 năm trước đã tiến vào top 100 bảng xếp hạng lịch sử của Côn Luân. Cũng là người duy nhất được Thanh Huyền Tông của Đại Lục Chân Võ nhận làm đệ tử nội môn trong 50 năm gần đây, cậu nói xem chủ nhân nhà tôi là ai? Ngô Khinh Diên hít sâu một hơi, chẳng lẽ là anh ta? Lý Huyền Cơ. Ha 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 ha, Diệp Bắc Minh, cậu đúng là không có kiến thức. Người đàn ông trung niên ngửa mặt lên trời cười to, tỷ nữ của cậu còn có kiến thức hơn cậu nhiều. Không sai, chủ nhân nhà tôi chính là Lý Huyền Cơ. Ông ta hét lớn một tiếng, cậu còn đứng ngây đó làm gì? Còn không quỳ. Đột nhiên, Diệp Bắc Minh đưa tay ra, một sát khí ngập trời bùng nổ. Ngưng tụ thành một nắm đấm trên không trung, đè xuống phía người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên quá sợ hãi, cậu dám giết. Một đống máu me nổ tung. Đám người còn lại của Long Đường bị dọa đến mức sắc mặt tái nhợt, Diệp Bắc Minh, cậu. Diệp Bắc Minh lười nói nhảm, dẫm chân một cái. Một con rồng đỏ như máu lao ra từ trong cơ thể, chui vào trong đám người. Hơn 10 người chết ngay tại chỗ trong nháy mắt. Ở vị trí cách cửa chính nhà họ Diệp hơn 100 mét. Một thiếu nữ vô cùng chấn động, anh ấy đã giết sứ giả của Lý Huyền Cơ rồi. Ông nội, sao anh ấy lại to gan như vậy? Lão già ở bên cạnh cũng vô cùng nghiêm túc, nhìn chằm chằm vào Diệp Bắc Minh phía xa. Chính là Lăng Vận Nhi và ông nội của cô ta. Bỗng nhiên, một luồng khí tức nguy hiểm truyền đến. Lão già đột nhiên biến sắc. Gào. Một tiếng rồng gầm. Một kiếm khí huyết sắc từ trên trời giáng xuống. Lão già bắt lấy bả vai Lăng Vận Nhi, tránh đi thật nhanh. Ông ta quay đầu nhìn lại, vị trí ở sau lưng tràn ngập bụi bặm. Đợi đến khi tất cả bụi bặm tản đi, ở đó chỉ còn lại một vết kiếm kinh khủng. Lăng Vận Nhi hít sâu một hơi, nếu như bị một kiếm này chém trúng, cô ta và ông nội chắc chắn sẽ phải chết. Lúc này, một giọng nói lạnh lẽo truyền đến, cảnh giới hợp nhất đỉnh phong. Diệp Bắc Minh giống như ma quỷ, xuất hiện trước mắt ông cháu hai người. Anh nhìn Lăng Vận Nhi, tất cả những người bám theo tôi vào tử vong cốc đều đã chết hết, cô chính là người cuối cùng. Gương mặt xinh đẹp của Lăng Vận Nhi chấn động, anh biết tôi đi theo phía sau anh. Diệp Bắc Minh lười nói nhảm, đưa tay chém ra một kiếm. Lão già cảm nhận được sát ý kinh khủng của Diệp Bắc Minh. Lúc đầu ông ta muốn nói ra thân phận của mình. Thế nhưng nhìn thấy Diệp Bắc Minh bá đạo như vậy, trong lòng ông ta lại bộc phát ra một ngọn lửa giận vô hình, hay lắm tên nhóc kia, cậu cũng quá khoa trương rồi. Ở trước mặt lão phu mà cũng dám bất cẩn như thế. Lão già dẫm chân một cái. Một khí tức cường đại bộc phát ra. Trong tay ông ta xuất hiện một thanh bảo kiếm màu vàng, giống như một con dao long sống sờ sờ. Kiếm khí cuồng bạo ngưng tụ, chém về phía kiếm đoạn long. Trong nháy mắt cả hai tiếp xúc, keng, một tiếng vang giòn, bảo kiếm màu vàng ầm ầm nổ tung, hóa thành vô số mảnh vỡ bay ra ngoài. Cái gì? Con người của lão già co vào một chút, vẻ mặt vô cùng chấn động. Ông ta cuồng bạo quát một tiếng, kiếm kim dao của tôi cũng là thần khí, thế mà lại không ngăn được kiếm đoạn long của cậu. A, lão già hít sâu một hơi, khá lắm. Phẩm cấp của kiếm đoạn long đã vượt qua thần khí rồi. Diệp Bắc Minh không mở miệng. Thân pháp tựa như tia chớp, chém kiếm thứ hai xuống. Tất cả lửa giận trong lòng lão già đều biến mất, còn hưng phấn hẳn lên, ha 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 ha, Diệp Bắc Minh, lão phu sẽ nhìn xem,
rốt cuộc thanh kiếm trong tay cậu có được sức chiến đấu như thế nào. Chân nguyên trong cơ thể lão già ầm ầm tăng vọt. Gào. Hổ kêu rồng gầm. Quần áo của ông ta lập tức nổ tung, để lộ ra cơ bắp màu đồng cổ. Hai quyền hợp nhất, đánh về phía kiếm đoạn long. Chân nguyên ngưng tụ thành một con rồng, một con hổ xông lên. Ầm. Kiếm đoạn long nện ở phía trên, bộc phát ra một tiếng vang kinh thiên động địa. Rồng và hổ ầm ầm sụp đổ. A. À. Lão già kêu thảm một tiếng, cánh tay run lên, máu me đầm đìa. Ông ta lùi bình bịch lại mấy chục mét, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Diệp Bắc Minh, hay lắm nhóc con, lực chiến đấu của cậu quá kinh khủng. Diệp Bắc Minh không nói gì, tiếp tục ra tay. Kiếm thứ ba chém tới. Kinh thiên địa, khiếp quỷ thần. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ khu vực ngoài cửa lớn Diệp phủ tiến vào trong đêm tối. Cái gì? Nhìn thấy cảnh tượng như thế, lão già biến sắc, trong lòng vô cùng rung động, tên nhóc này thật sự muốn giết lão phu. Lão phu sống hơn ngàn năm, cả đời này chưa bao giờ nhìn thấy người nào sát phạt quả đoán như thế. Lăng Vận Nhi kinh hô một tiếng, anh Diệp dừng tay, ông nội tôi là các chủ của thiên hạ đệ nhất các. Chúng tôi không có ác ý với anh. Thiên hạ đệ nhất các. Trong lòng Diệp Bắc Minh hơi động. Kiếm đoạn long trong tay anh liền dừng lại. Chỉ còn cách đầu lão già không đến 0,5 cm. Đúng là sát ý đáng sợ, nếu không phải vừa rồi Vận Nhi hô lên, chỉ sợ lão phu sẽ phải chết ở chỗ này. Lão già hít sâu một hơi. Ông ta vô cùng kiêng kỵ nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh. Anh thu hồi kiếm đoạn long, hai người thật sự đến từ thiên hạ đệ nhất các. Lăng Vận Nhi xông lên, kiểm tra thương thế của lão già, vẻ mặt phẫn nộ, ai dám giả mạo chủ nhân của thiên hạ đệ nhất các chứ? Sắc mặt lão già hơi trắng bệch, lão phu tên là Lăng Thiên Hùng, chính là các chủ đời thứ 379 của thiên hạ đệ nhất các. Ông ta vừa nói xong. Phụt! Liền phun ra một ngụm máu tươi. Hai chân mềm nhũn, ngã bịch xuống đất. Lăng Vận Nhi vô cùng sợ hãi, ông nội. Ánh mắt Diệp Bắc Minh ngưng tụ, mặc dù ông là cảnh giới hợp nhất đỉnh phong, nhưng lại bị nội thương. Vừa rồi chiến đấu cùng tôi đã khiến vết thương trong cơ thể bị xé rách. Bây giờ 137 gân mạch cả người đã bị đứt hơn một nửa. Ồ, đan điền của ông lại có hơn 10 vết nứt. Ông là cao thủ cảnh giới hợp nhất đỉnh phong, chắc hẳn số người có thể có loại cảnh giới này ở Côn Luân Hư chỉ đếm được trên đầu ngón tay đi. Diệp Bắc Minh vô cùng hiếu kỳ, là ai làm ông bị thương? Lăng Vận Nhi quát lớn, anh nói hưu nói vượn cái gì thế? Sức khỏe của ông nội tôi rất tốt, bị thương từ bao giờ chứ? Anh đừng có mà nguyền rủa. Vận Nhi. Lăng Thiên Hùng ngắt lời cháu gái, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Không có bất kỳ người nào biết chuyện mình bị thương. Diệp Bắc Minh nhìn ra được kiểu gì? Lăng Vận Nhi kinh ngạc, ông nội, chẳng lẽ là đúng sao? Lăng Thiên Hùng khẽ gật đầu, cậu Diệp phát hiện như thế nào vậy? Diệp Bắc Minh không trả lời vấn đề này, mà trực tiếp nói ra tôi có thể cứu ông. Cái gì? Ánh mắt Lăng Thiên Hùng sáng lên, cậu Diệp không nói đùa đấy chứ. Diệp Bắc Minh lạnh nhạt trả lời, ông cảm thấy tôi là một người thích nói đùa sao? Lăng Thiên Hùng trầm mặc. Thiên hạ đệ nhất các có tất cả tư liệu về Diệp Bắc Minh. Kẻ này đúng là không phải một người thích nói đùa. Chỉ là, sát thần sẽ dễ dàng cứu mình sao? Lăng Thiên Hùng rất thông minh, cậu Diệp, cậu có điều kiện gì? Diệp Bắc Minh mở miệng, cho tôi tiến vào thiên hạ đệ nhất các tìm một thứ. Lăng Thiên Hùng nhíu mày, sau đó lắc đầu, điều này chỉ sợ không được. Không được. Diệp Bắc Minh lạnh lùng nhắc nhở, lấy tình hình bây giờ của ông, không kiên trì được 3 tháng sẽ chết. À, Lăng Vận Nhi gấp gáp, anh Diệp, cầu xin anh mau cứu ông nội tôi. Lăng Thiên Hùng cười khổ một tiếng, cậu Diệp, mặc dù tôi là các chủ của thiên hạ đệ nhất các, nhưng cũng phải tuân thủ quy củ của thiên hạ đệ nhất các. Muốn tiến vào thiên hạ đệ nhất các cần một điều kiện. Ánh mắt Diệp Bắc Minh lấp lóe, cần điều kiện gì? Lăng Thiên Hùng mở miệng, thứ nhất. Tiến vào top 300 bảng lịch sử Côn Luân. Sau đó, thứ hai là trở thành chủ nhân của Côn Luân Hư. Diệp Bắc Minh trực tiếp đáp ứng, thành giao. 3 ngày sau, tôi sẽ là chủ nhân của Côn Luân Hư. Cái gì? Lăng Thiên Hùng giật mình. Ông ta đột nhiên hít sâu một hơi, chẳng lẽ cậu muốn đi tranh đoạt vị trí chủ nhân Côn Luân Hư với Lý Huyền Cơ của Long Đường? Không được sao?
Diệp Bắc Minh nhìn ông ta. Vẻ mặt Lăng Thiên Hùng vô cùng nghiêm túc, Diệp tiên sinh, lão phu khuyên cậu một câu, tốt nhất đừng đi tranh đoạt vị trí chủ nhân Côn Luân Hư với Lý Huyền Cơ. Người này cực kỳ đáng sợ, năm nay cậu ta còn chưa tới 100 tuổi. Nhưng 50 năm trước đã tiến vào top 100 bảng lịch sử Côn Luân. Đây là khái niệm gì? Từ khi bắt đầu có bảng Côn Luân, từ xưa đến nay, bao gồm cả những cường giả đã chết đi, Lý Huyền Cơ có thể xếp vào top 100. Nói đến đây, Lăng Thiên Hùng nghiêm túc bổ sung một câu, thậm chí, lão phu còn không phải là đối thủ của Lý Huyền Cơ. Kẻ này vô cùng yêu nghiệt. A, à, Lăng Vận Nhi bịt chặt cái miệng nhỏ, thân thể mềm mại run rẩy, ông nội, ông không nói đùa chứ. Top 100 bảng Côn Luân. Danh sách được giữ bí mật. Chỉ có một số nhân vật lớn mới biết xếp hạng cụ thể. Lăng Thiên Hùng cười khổ lắc đầu, 50 năm trước khi Lý Huyền Cơ rời khỏi Côn Luân Hư đã từng khiêu chiến Lão Phu. Vết thương của Lão Phu, chính là Lý Huyền Cơ tạo ra. À, Lăng Vận Nhi lại chấn động một lần nữa. Lăng Thiên Hùng lắc đầu, cho nên cậu Diệp, tôi khuyên cậu hãy từ bỏ đi. Nếu như Lý Huyền Cơ chưa trở về, có lẽ chủ nhân của Côn Luân Hư sẽ là cậu. Nhưng Lý Huyền Cơ đã trở về, chủ nhân của Côn Luân Hư ngoại trừ kẻ này ra, không có khả năng là ai khác nữa. Ông ta nói một hơi. Dừng lại. Nghiêm túc nhìn Diệp Bắc Minh. Không ngờ. Diệp Bắc Minh nhàn nhạt phun ra một chữ ồ. Lăng Thiên Hùng và Lăng Vận Nhi ngây người. Lăng Vận Nhi có chút phẫn nộ, Diệp Bắc Minh, anh quá tự đại rồi. Cô ta tức giận dậm chân, ông nội tôi nói nhiều như vậy, anh không nghe hiểu sao. Bây giờ anh đi khiêu chiến Lý Huyền Cơ sẽ chỉ là muốn chết. Anh căn bản không biết Lý Huyền Cơ đáng sợ như thế nào, ngay cả ông nội tôi mà anh ta cũng có thể tổn thương được. Hơn nữa đây là cảnh giới của anh ta 50 năm trước, 50 năm qua đi, anh có biết bây giờ anh ta là cảnh giới gì sao? Giọng nói của Diệp Bắc Minh tiếp tục truyền đến, không có liên quan gì đến mấy người. Tôi cứu người, mấy người dẫn tôi vào thiên hạ đệ nhất các. Lăng Thiên Hùng không biết Diệp Bắc Minh lấy dũng khí từ đâu ra, liền gật đầu nói, được, chỉ cần cậu Diệp có thể trở thành chủ nhân Côn Luân Hư. Lão Phu sẽ tự mình dẫn cậu tiến thiên hạ đệ nhất các. Thành giao. Diệp Bắc Minh đưa tay ra, trong lòng bàn tay xuất hiện mấy cây ngân châm. Phập, phập, phập. Tất cả đều bay ra ngoài. Chui vào trong cơ thể của Lăng Thiên Hùng. Chỉ trong chốc lát, tất cả kinh mạch đã được nối liền. Ngay cả vết rách ở đan điền cũng được một lực lượng thần bí chữa trị. Lăng Thiên Hùng vô cùng kinh ngạc, quỷ môn thập tam châm. Quỷ thủ thần y tiền bối là người nào của cậu? Diệp Bắc Minh không trả lời, chỉ viết ra một đơn thuốc, đừng rút ngân châm ra. Dùng theo đơn thuốc này, trong vòng nửa tháng, ông có thể khôi phục thành đỉnh phong. Sau đó anh quay người tiến vào Diệp Phủ. Chỉ còn lại hai người Lăng Thiên Hùng và Lăng Vận Nhi ngây ngốc tại chỗ. Lăng Vận Nhi đi lại gần, ông nội, vết thương của ông đã lành thật rồi sao? Nào chỉ là lành. Lăng Thiên Hùng kích động đến mức cả người run rẩy. Nếu như nửa tháng sau thật sự có thể khôi phục, ông nội có thể đột phá cảnh giới thánh. Ông ta kích động run rẩy, quỷ môn thập tam châm, thứ mà cậu ấy dùng chính là quỷ môn thập tam châm. Quỷ thủ thần y hẳn là ở trong cấm địa Long Mạch đi. Quỹ tích cuộc đời của người này đã biến mất 5 năm, hẳn là. À, Lăng Thiên Hùng hít sâu một hơi, cậu ấy đã tiến vào chỗ kia. Trở thành đệ tử của quỷ thủ thần y. Thân thể mềm mại của Lăng Vận Nhi run lên, quỷ thủ thần y. Anh ấy là đệ tử của quỷ thủ thần y. Làm sao có thể? Lăng Thiên Hùng lắc đầu, không có gì là không có khả năng. Gương mặt xinh đẹp của Lăng Vận Nhi rung động, vẫn có chút không phục, cho dù anh ấy là đệ tử của quỷ thủ thần y thì sao chứ? Cho dù y thuật của anh ấy có nghịch thiên, nhưng phương diện võ đạo cũng tuyệt đối không thể nào là đối thủ của Lý Huyền Cơ. Ở trong lòng cô ta, Diệp Bắc Minh tự đại, cuồng ngạo, không coi ai ra gì. Thật sự là khiến người ta vô cùng chán ghét. Lăng Thiên Hùng nhìn Lăng Vận Nhi, ai nói cho cháu biết trong cấm địa Long Mạch chỉ có một cường giả. Nếu như cậu ấy học được hết tất cả thần thông của 99 cường giả tuyệt thế thì sao? Nếu như đây là sự thật, vậy vị trí chủ nhân của Côn Luân Hư? Sau khi tiến vào phủ Diệp, Diệp Bắc Minh trực tiếp đi vào mật thất, cho người gọi Vạn Lăng Phong tới. Rất nhanh, Vạn Lăng Phong đã đi tới, thiếu chủ,
ngài tìm tôi. Diệp Bắc Minh ngồi trong bóng đêm, tiểu đội sát thần như thế nào rồi? Vạn Lăng Phong trả lời, đã hoàn thành việc bổ sung thành viên, khôi phục lại 100 người. Mấy người có tiến bộ nhanh nhất đã vọt tới cảnh giới võ vương. Trong lòng của ông ta vô cùng rung động. Bây giờ mới được mấy tháng chứ? Thế mà một đám người bình thường đã trở thành võ vương thông qua giết chóc. Vạn Lăng Phong tập võ mấy chục năm. Nếu không phải nhờ Diệp Bắc Minh, cả đời ông ta sẽ bị kẹt lại ở cảnh giới đại tông sư. Bây giờ, chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, thế mà anh đã nắm trong tay một nhóm võ vương lấy giết chóc mà sống rồi. Có thể thoải mái tung hoành ở giới phàm tục. Ở Côn Luân Hư cũng có thể ám sát người cầm quyền thế lực hạng hai. Quả thực là quá kinh khủng. Diệp Bắc Minh mở miệng nói, tiếp theo có một nhiệm vụ muốn giao cho mọi người đi làm. Vạn Lăng Phong quỳ một chân trên đất, ôm quyền nói, sông pha khói lửa, muôn lần chết không chối từ. Diệp Bắc Minh lạnh lùng nói, Lăng Phong, ông phải suy nghĩ kỹ càng. Nhiệm vụ này vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa còn phải rời khỏi Côn Luân Hư, có thể nói là cửu tử nhất sinh. Cả người Vạn Lăng Phong run lên. Một giây sau, ông ta bỗng nhiên ngẩng đầu, đôi mắt đỏ bừng, chủ nhân, nếu không nhờ có ngài, bây giờ Vạn Lăng Phong vẫn là một chiến thần bình thường. Đừng nói là quản lý tiểu đội sát thần, có lẽ bây giờ đã không còn sống trên đời này rồi. Bây giờ mạng sống của tôi chính là của ngài, cho dù bây giờ ngài có chém đứt đầu của tôi, Vạn Lăng Phong cũng sẽ không chớp mắt một cái nào. Tốt, ánh mắt Diệp Bắc Minh ngưng tụ. Một giây sau, anh nhanh chóng nói ra, Lăng Phong, ông hãy dẫn theo tiểu đội sát thần tiến về Hoàng Triều Đại Chu. Tìm kiếm tất cả tin tức về nhà họ Diệp. Trước khi mấy người đi đến Hoàng Triều Đại Chu cần đi qua rừng rậm ma thú. Anh vung tay lên. Hơn chục ngàn viên thuốc xuất hiện ở trước mắt, đây đều là đan dược mà tôi luyện chế ra, một bộ phận có thể che đậy khí tức trên người, có thể để mọi người đi qua rừng rậm ma thú. Một phần khác có thể tăng thực lực tổng hợp của tiểu đội sát thần lên. Tiểu đội sát thần có thể có bao nhiêu người đến Hoàng Triều Đại Chu thì phải xem số phận của bọn họ. Vạn Lăng Phong nhìn hơn chục ngàn viên thuốc. Ông ta kích động đến mức mặt đỏ tới mang tai, chủ nhân, Lăng Phong sẽ không phụ lòng ngài. Sau đó quay người rời đi. Long đường, trên quảng trường. Người đông nghìn nghịt. Long đường phát ra thiệp mời, hôm nay sẽ quyết định ra ai là chủ nhân của Côn Luân Hư. Mấy trăm tông môn, thế lực lần lượt trình diện. Hiện trường kín hết chỗ. Trong diễn võ trường to lớn có hàng triệu người thu võ giáng lâm. Đơn giản là còn náo nhiệt hơn năm trước. Nhà họ Tiêu, gia tộc Văn Nhân, Hoàng Phủ gia tộc, nhà họ Võ vân vân. Chị em hai người Tiêu Dung Phi, Tiêu Nhã Phi, Văn Nhân Mộc Nguyệt, Văn Nhân Hy Nguyệt đều xuất hiện. Còn có một số tông môn quen thuộc như Huyền Lôi Cốc, Thiên Kiếm Tông, Phản Âm Cốc, Cung Xã Tắc, Lưu Ly Tông tất cả đều đến. Ở trong hơn một triệu người, những khuôn mặt quen thuộc như Lôi Bằng, Mục Nhận, Tống Điệp Y, Mộc Tuyết Tình, Hứa Yến Như. Không ngờ cũng ở trong đám người. Người của những thế lực hạng nhất như Tuyết Thần Cung, Điện Kỵ Sĩ Thánh Long cũng lần lượt ngồi xuống. Tiêu Nhã Phi vô cùng chờ mong, chị nói xem anh Diệp có đến không. Hôm nay là ngày quyết định ai là chủ nhân của Côn Luân Hư, em yên tâm đi, với tính cách của anh ấy, tuyệt đối sẽ đến. Tiêu Dung Phi nghiêm túc gật đầu. Tiêu Đạo Sơn và Hoàng Phủ Nguyệt ở bên cạnh nhìn thoáng qua nhau. Xem ra con gái mình đã yêu sát thần kia thật rồi. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam. Hoàng Phủ Nguyệt thấp giọng nói, anh Sơn, làm sao bây giờ? Tiêu Đạo Sơn lắc đầu, cứ xem trước rồi nói sau. 12 giờ chưa đã đến. Đột nhiên, một lão già bước ra một bước, đứng ở trên đài võ đạo trung tâm quảng trường, mọi người yên lặng một chút. Xoẹt! Hơn triệu ánh mắt lập tức nhìn sang. Đại trưởng lão Long Đường nghiêm túc nói, vị trí chủ nhân Côn Luân Hư đã trống không trên trăm năm. Nước không thể một ngày không có vua, Côn Luân Hư càng không thể một ngày không có chủ. Hiện nay, sau khi Long Đường cùng các thế lực lớn bàn bạc đã nhất trí quyết định, lấy đài võ đạo để quyết định ai là chủ nhân của Côn Luân Hư. Trên đài võ đạo, vừa phân thắng bại, cũng quyết định sống chết. Cấm chỉ sử dụng bất kỳ binh khí, độc dược gì. Phải lấy thực lực bản thân để quyết định thắng bại. Đám người sững sờ. Rõ ràng là nhằm vào sát thần rồi. Sát thần cầm kiếm đoạn long trong tay,
có thể giết cả cường giả tiên thiên. Nếu như không có kiếm đoạn long, sát thần còn dám tới sao? Đám người nghị luận. Đại trưởng lão Long Đường hét lớn một tiếng, yên lặng. Lôi Bằng trực tiếp đứng lên, có phải là không công bằng lắm không? Hả? Ánh mắt đại trưởng lão Long Đường ngưng tụ, cậu có ý kiến gì sao? Lôi Bằng, cậu làm gì thế? Cậu điên rồi. Nhanh ngồi xuống. Chỗ này tới lượt cậu nói chuyện sao? Đám người Mục Ninh, Tống Điệp Y, còn có một vài sư huynh đệ của Lôi Bằng đều sợ choáng váng. Vèo. Vô số ánh mắt tất cả đều nhìn sang. Chỉ là trên tiên thiên đã có mấy trăm người rồi. Lôi Bằng suýt nữa bị dọa đến quỳ xuống. Nhưng cho dù như thế, hắn vẫn kiên trì quát, bản thân vũ khí là một bộ phận thực lực của võ giả. Lôi Bằng tôi chưa từng nghe nói quyết đấu trên đài võ đạo lại bị hạn chế sử dụng vũ khí bao giờ cả. Tôi không thể không hoài nghi, mấy người đang nhằm vào sát thần Diệp Bắc Minh. Toàn bộ Côn Luân hư có người nào không biết, sát thần cầm kiếm đoạn long trong tay, có thể giết người đứng trên tiên thiên chứ. Long Đường mấy người sợ hãi sát thần và kiếm đoạn long đúng không? Hắn vừa dứt lời. Xung quanh hoàn toàn tĩnh mịch. Lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn Lôi Bằng. Tất cả đều sợ ngây người. Sao hắn dám nói ra những lời này? Tên nhóc này là ai vậy? Điên rồi sao? Đậu má, trâu bò. Đám người kịch liệt nghị luận. Mấy người Mục Nhận, Tống Điệp Y, Mộc Tuyết Tình cũng đều sợ hãi đến mức tròng mắt như sắp rơi ra. Cốc chủ Huyền Lôi Cốc cũng gầm thét, Lôi Bằng, mẹ nó cậu điên rồi đúng không? Ai cho phép cậu nói chuyện với đại trưởng lão Long Đường như vậy? Lôi Bằng lắc đầu, Long Đường luôn luôn công bằng công chính. Nếu đã công bằng công chính, chẳng lẽ còn không cho tôi nói chuyện sao? Đại trưởng lão Long Đường quát lên một tiếng lớn, to gan. Người trẻ tuổi, cậu đang chất vấn Long Đường sao? Nếu như ánh mắt có thể giết người. Lôi Bằng đã hóa thành một bãi máu rồi. Lôi Bằng ngửa mặt lên trời cười to, ha 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 ha. Lôi Bằng tôi không có thực lực gì cả. Chỉ là gan lớn, sát thần là thần tượng của tôi học sát thần không được sao? Cậu, cốc chủ Huyền Lôi Cốc tức đến mức sắc mặt trắng bệch, vội vàng phủi sạch quan hệ với hắn, đại trưởng lão, tôi lấy thân phận chủ nhân của Huyền Lôi Cốc để cam đoan, chuyện này không có bất cứ quan hệ nào với Huyền Lôi Cốc. Từ giờ trở đi, Lôi Bằng bị trục xuất khỏi Huyền Lôi Cốc. Đôi mắt của Lôi Bằng tràn ngập tơ máu, cốc chủ. Cho dù ông có trục xuất tôi ra khỏi Huyền Lôi Cốc, tôi cũng muốn nói. Đột nhiên, một giọng nói lạnh lẽo truyền đến, đại trưởng lão, sao phải nói nhảm với một con kiến chứ? Một giây sau, một lực lượng cường đại cuốn Lôi Bằng lên không trung. Lôi Bằng ngã mạnh xuống đất, vô cùng thê thảm. Xung quanh hoàn toàn tĩnh mịch. Một bóng người kiêu ngạo xuất hiện, đứng chắp tay, đây chính là kết quả của kẻ dám ngỗ nghịch Long Đường. Còn có người nào có ý kiến sao? Xung quanh hoàn toàn tĩnh mịch. Ai nấy cũng đều vô cùng kiêng kỵ nhìn bóng người đứng trên đài võ đạo. Giờ phút này, dường như anh ta đã trở thành chủ nhân của Côn Luân Hư rồi. Tất cả tông môn võ đạo của Côn Luân Hư đều phải thần phục dưới chân người này. Một vị lão già vô cùng có danh vọng kiêng kỵ nói, Lý Huyền Cơ, 50 năm trước chính là thiên tài. 50 năm đi qua. Rốt cuộc cậu ta còn khủng bố tới cỡ nào? Một lão già khác cũng nghiêm túc hỏi. Rốt cuộc cậu ta là cảnh giới gì? Không biết. Rất nhiều người đều lắc đầu. Bọn họ căn bản nhìn không thấu thực lực chân chính của Lý Huyền Cơ. Chỉ cảm thấy kẻ này vô cùng đáng sợ. Cậu ta còn chưa đủ 100 tuổi. Đúng vậy, chủ nhân của Côn Luân Hư, trừ cậu ta ra thì không còn có thể là ai khác. Rất nhiều người đều kiêng kỵ nhìn sang. Lôi Bằng nằm dạp trên mặt đất, gân mạch đứt đoạn. Đan điền đã bị phế. Cả người hắn đầm đìa máu me, chật vật ngẩng đầu nhìn Lý Huyền Cơ. Lý Huyền Cơ giống như nhìn xuống một con kiến, biết vì sao tôi không giết cậu không? Con người của Lôi Bằng co rụt lại, vì sao? Lý Huyền Cơ lạnh nhạt mở miệng, tôi muốn để cậu xem một chút, cái gọi là sát thần trong miệng cậu. Ở trong mắt tôi, ngay cả một con kiến cũng không bằng. Lý Huyền Cơ tôi có thể quyết định sống chết của bất cứ người nào trong Côn Luân Hư. Bao gồm cả Diệp Bắc Minh. Anh ta nói ra từng chữ. Vô cùng hùng hồn. Trái tim tất cả mọi người. Cũng phải rung động mạnh. Sắc mặt Hoàng Phủ Nguyệt nghiêm túc, anh Sơn,
kẻ này so sánh với Diệp Bắc Minh thì ai mạnh ai yếu. Tiêu Đạo Sơn cười khổ một tiếng, Nguyệt Nhi, còn có khả năng so sánh sao? 50 năm trước Lý Huyền Cơ đã tiến vào top 100 bảng lịch sử Côn Luân. Cho dù Diệp Bắc Minh có nghịch thiên thế nào thì lấy thực lực của cậu ấy bây giờ, sợ vẫn chưa đủ để tiến vào top 100 bảng Côn Luân. Hơn nữa, ông ta dừng lại một chút. Tiêu Đạo Sơn nhẹ nhàng lắc đầu, thực lực của Diệp Bắc Minh là thực lực chân thật sao? Chắc hẳn là nhờ vào thanh kiếm đoạn long kia rồi. Tiêu Dung Phi nhướng mày. Tiêu Nhã Phi lại trực tiếp phản bác, bố, con không đồng ý. Làm sao vậy? Tiêu Đạo Sơn cau mày. Tiêu Nhã Phi mặt đầy nghiêm túc, con hiểu rõ thực lực của anh Diệp, mặc dù anh ta có kiếm đoạn long. Nhưng anh Diệp dù không có kiếm đoạn long, thực lực cũng không kém. Thậm chí có thể đánh bại được Lý Huyền Cơ. Tiêu Đạo Sơn lắc đầu, Tiểu Nhã, đừng nói lung tung. Hoàng Phủ Nguyệt cũng lắc đầu theo, Tiểu Nhã, con còn nhỏ, vốn không biết Lý Huyền Cơ đáng sợ thế nào. Chờ con biết được chỗ đáng sợ của Lý Huyền Cơ thì sẽ không cho rằng như vậy nữa. Bố mẹ, Tiêu Nhã Phi giận dữ dậm chân, bố mẹ, sao bố mẹ lại không tin con? Hoàng Phủ Nguyệt vẫn lắc đầu, nếu Diệp Bắc Minh thật sự không dựa vào kiếm đoạn long đánh bại Lý Huyền Cơ, sao lại không đến đây? Cái này, Tiêu Nhã Phi ngây người. Hoàng Phủ Nguyệt cười một tiếng, bởi vì hắn biết mình không phải đối thủ của Lý Huyền Cơ. Tới đây cũng tự mang nhục vào thân. Tiêu Nhã Phi còn muốn thanh minh cho Diệp Bắc Minh. Đột nhiên, Lý Huyền Cơ ngẩng đầu nhìn bầu trời, đã đến 12 giờ, thời khắc này chính là lúc dương khí của Côn Luân Hư sung túc nhất. Lý Huyền Cơ tôi làm chủ Côn Luân Hư. Lời này vừa dứt, tất cả mọi người đều ngây ra. Xung quanh náo động. Mẹ kiếp, quá ngông cuồng. Không phải muốn so đấu sao? Lý Huyền Cơ sao lại trực tiếp tuyên bố mình là chủ Côn Luân Hư? Hắn không hỏi ý kiến mọi người sao? Trên 1 triệu võ giả khiếp sợ nhìn Lý Huyền Cơ trên võ đài. Tất cả đều ngơ ra. Giây tiếp theo, một giọng nói già nua truyền tới, chờ chút. Soạt. Trong phút chốc, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn, chỉ thấy một lão giả trong đám người chậm rãi đứng dậy. Một mái tóc dài màu xám trắng rối loạn giống như bờm sư tử. Hai mắt lấp lánh có thần, giống như là ngọn lửa đang cháy. Lão Tổ Văn Nhân. Là ông ta. Con người mấy lão giả đông cứng. Bách Hiểu Sinh kích động hét lớn, lão tổ gia tộc Văn Nhân, Văn Nhân đệ nhất. Đứng thứ 179 bảng xếp hạng lịch sử Côn Luân, năm nay 1980 tuổi. Cái gì? Lão giả gia tộc Văn Nhân, Văn Nhân đệ nhất. Sao nhìn trông lôi thôi vậy? Những võ giả khác mặt chấn động. A, à, Văn Nhân Mộc Nguyệt hét lên, che miệng nhỏ, người chính là lão tổ. Người không phải, chăn ngựa sao? Văn Nhân đệ nhất cười ha ha, cô bé, cháu rất giỏi. Sau này mấy người cố mà quan tâm đến con bé. Vâng, mấy tầng lớp cấp cao của gia tộc Văn Nhân mặt đầy khiếp sợ. Mặt đẹp của Văn Nhân Hy Nguyệt kinh ngạc, Mộc Nguyệt, cô biết lão tổ. Văn Nhân Mộc Nguyệt gật đầu, ách, tôi thấy ông ấy uống say ngất xỉu ở chuồng ngựa. Còn tưởng rằng ông ấy là lão nô trong nhà, nên đưa ông ấy vào phòng khách nghỉ ngơi. Nghe đến đây, rất nhiều thanh niên gia tộc Văn Nhân đều ghen tị. Tại sao bọn họ không có may mắn này? Đột nhiên, Văn Nhân đệ nhất hóa thành một đường tàn ảnh, trong nháy mắt hạ xuống võ đài, cậu muốn trở thành người đứng đầu Côn Luân Hư, lão phu chưa có đồng ý đâu. Lý Huyền Cơ đứng chắp tay, ồ, Văn Nhân đệ nhất ông có ý kiến gì không? Văn Nhân đệ nhất mặt trầm xuống, Lý Huyền Cơ cậu chưa đến 100 tuổi. Bàn về tuổi tác vai vế của lão phu cậu có thể gọi là tổ tông đấy. 53 năm trước, lão phu tiến vào Long Đường, chỉ điểm cậu tập võ 1 năm. Bàn về vai vế, lão phu cũng xem như là sư phụ của cậu, vậy mà cậu lại nói chuyện với lão phu như vậy. Mọi người ngây ra, Văn Nhân đệ nhất đã từng chỉ điểm Lý Huyền Cơ. Lý Huyền Cơ mặt đầy coi thường, võ đạo coi trọng thực lực, với thực lực của tôi, đánh 100 người như ông cũng không đáng nói. Ông chỉ điểm tôi thì sao? Ông cũng xứng làm sư phụ của Lý Huyền Cơ tôi. Sư phụ của tôi chỉ có một, người ta là trưởng lão của Thanh Huyền Tông, các người cũng không xứng biết tên ông ấy. Lời này vứt dứt. Rất nhiều người nhíu mày. Lời này có chút khi sư diệt tổ. Ngông cuồng. Văn Nhân đệ nhất quát lớn,
hôm nay lão phu phải dạy dỗ tên cuồng đồ không biết xấu hổ như mày. Ầm, một bước đạp xuống, võ đài chế tạo từ sắt thép trong nháy mắt lõm xuống một dấu chân. Âm thanh đinh tai nhức óc. Văn nhân đệ nhất vô cùng cuồng bạo, giống như một con sư tử đánh về phía Lý Huyền Cơ. Lý Huyền Cơ đứng chắp tay, lạnh băng nhìn văn nhân đệ nhất, ông không nên lên đài. Sơ một quyền đánh nát tất cả. Bùm! Một tiếng vang lớn truyền tới. Văn nhân đệ nhất lập tức bay rớt ra ngoài, giống như chó chết ngã trên võ đài. Xung quanh im lặng. Tất cả mọi người giống như hóa đá, ước chừng 3 giây cũng không định thần lại. Sợ hãi nhìn mọi thứ trước mắt. Đột nhiên, Bách Hiểu Sinh điên cuồng nuốt nước miếng, văn nhân đệ nhất, đứng thứ 179 bảng xếp hạng Côn Luân. Khiêu chiến Lý Huyền Cơ, không địch lại được, thua. Một chữ thua vừa dứt. Trái tim của tất cả mọi người run rẩy, thiếu chút nữa nổ tung tại chỗ. Văn nhân đệ nhất đã bị đánh bại. Lý Huyền Cơ mới đánh một quyền thôi đã khiến người ta chấn động cực lớn. Mặt đẹp của văn nhân Mộc Nguyệt kinh hoàng, lão tổ thua. Sao có thể? Võ giả khác có mặt ở đây cũng bị dọa đến mức đứng bật dậy. Văn nhân đệ nhất không thể nào chấp nhận, Lý Huyền Cơ, rốt cuộc cậu là cảnh giới gì? Lý Huyền Cơ cười ngạo nghễ, cảnh giới của tôi ông không xứng được biết. Bước ra, đến trước mặt văn nhân đệ nhất, chuẩn bị xóa bỏ. Đại trưởng lão Long Đường sợ hết hồn, vội nói, Huyền Cơ, tha cho ông ta một mạng. Lý Huyền Cơ lạnh băng nói, trên đài võ đạo, vừa phân thắng bại, cũng quyết sinh tử. Đại trưởng lão, nếu ông ta đã thua, vậy thì chết đi. Một cước đạp xuống. Ầm. Văn nhân đệ nhất đầu nổ tung, hóa thành một bãi bùn nát. Lão tổ. Không. Mọi người trong gia tộc của văn nhân ngửa mặt lên trời gào thét, trong mắt tràn đầy tia máu. Mọi người ở Long Đường chố mắt nhìn nhau. Đại trưởng lão Long Đường lập tức ngã sụi lơ trên ghế, khi sư diệt tổ, người trong ma đạo cũng sẽ không làm như vậy đâu. Ác! Quá độc ác! Ác đến mức gần như không có ranh giới cuối cùng. Diệp Bắc Minh mặc dù thích giết chóc, hở một tí là diệt toàn tộc, nhưng hắn không làm tổn thương đến người của mình. Không sai, Diệp Bắc Minh biết bảo vệ người của mình, vì người thân diệt tộc, thật ra cũng không xấu. Lý Huyền Cơ lại giết thầy đã từng hướng dẫn mình, thật sự là... Ánh mắt nhìn Lý Huyền Cơ mấy trăm võ giả có mặt tại đây đều thay đổi. Hai người Thiêu Đạo Sơn và Hoàng Phủ Nguyệt chố mắt nhìn nhau. Đột nhiên, Lý Huyền Cơ, mày thật quá đáng. Một bóng người từ trên trời giáng xuống, nổi lên cuồng phong. Mọi người định thần nhìn lại, chỉ thấy một lão giả đứng trên võ đài, văn nhân đệ nhất dù thế nào cũng có phần là sư phụ của mày, mày lại trực tiếp giết ông ấy. Không chỉ có như vậy, còn giết người vô tội. Cậu cho rằng cậu giết người là có thể chặn được miệng tất cả mọi người sao? Mọi người nghi ngờ không hiểu, đây lại là ai? À, Tiêu Nhã Phi hét lớn, người này giống y đúc trong bức tranh kia của nhà họ Tiêu. Đám người nhà họ Tiêu ngây ra, quả thật rất giống. Bố, chẳng lẽ Tiêu Dung Phi mặt đầy kinh ngạc? Tiêu Đạo Sơn nghiêm túc gật đầu, lão tổ quả nhiên còn sống. Bách Hiểu Sinh mặt đầy chấn động, Tiêu Chấn Đông. Lão tổ đời trước của nhà họ Tiêu. Tục truyền 150 năm trước đã qua đời, hưởng hơn 2.100 tuổi. Hạng 122 bảng xếp hạng lịch sử Côn Luân. Ông ta còn sống, sao có thể? Xung quanh nổi lên đợt sóng dâng trào. Lão quái vật đã sống hơn 2.000 năm. Đây là cảnh giới gì? Lý Huyền Cơ mặt đầy bình tĩnh, Lý Huyền Cơ tôi giết người còn cần phải giải thích với ông sao? Nếu đã leo lên đài võ đại, vậy thì đi chết đi. Giọng nói hắn bình tĩnh. Giống như đang nói chuyện vặt vãnh không đáng kể. Xích, Tiêu Chấn Đông cũng không nói nhảm, trực tiếp rút kiếm. Âm thanh rút kiếm sắc bén truyền đến, không khí bị xé toạc. Cùng với một kiếm chém ra này, không khí trong toàn bộ trời đất giống như ngưng động, thời gian cũng dừng lại. Trong phút chốc, giữa trời đất chỉ có một kiếm. Sắc mặt Lý Huyền Cơ cứng lại. Chỉ cảm thấy mình bị Tiêu Chấn Đông phong tỏa. Nguy hiểm lớn tấn công đến. Trong nháy mắt, một kiếm đã đến trước mặt Lý Huyền Cơ. Đột nhiên, Lý Huyền Cơ cười. Tiêu Chấn Đông cảm thấy không đúng. Giọng Lý Huyền Cơ lạnh băng, lão phế vật, dùng kiếm trước mặt tôi. Ông có biết, ở Thanh Huyền Tông tôi được gọi là thiên tài kiếm đạo đứng thứ 7 nội môn.
biết đây là khái niệm gì không? Mấy trăm ngàn đệ tử Thanh Huyền Tông, kiếm đạo của tôi đứng thứ 7. Còn ông, lão phế vật ở nơi khi ho cỏ gáy Côn Luân hư này cũng chỉ là hữu danh vô thực thôi. Nghe đến đây, trong lòng tất cả mọi người bộc phát ra giận dữ vô tận. Mẹ kiếp! Côn Luân hư là nơi khỉ ho cỏ gáy. Con mẹ nó hắn không phải người của Côn Luân hư sao? Vèo! Lý Huyền Cơ gào lên, trong tay có thêm một thanh bảo kiếm màu đen, lóe ra tia sáng chói mắt. Phụt! Mọi người cũng không thấy rõ chuyện gì xảy ra, cánh tay cầm kiếm kia của Tiêu Chấn Đông bị chặt đứt tận gốc. Phụt! Kiếm thứ hai! Một cánh tay còn lại của Tiêu Chấn Đông bay ra ngoài. Phụt! Kiếm thứ ba! Tiêu Chấn Đông bị chém rơi một bắp đùi. Phụt! Kiếm thứ tư! Bắp đùi cuối cùng của Tiêu Chấn Đông bay ra ngoài. Bốn kiếm hoàn tất, thậm chí ngay cả một giây cũng chưa từng trôi qua. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt một trận tàn ảnh thoáng qua, Tiêu Chấn Đông như hóa thành heo nằm trên đất. Tứ chi đều bị chém đứt, sống không bằng chết. Lão tổ! Tiêu Nhã Phi hét lớn. Tiêu Đạo Sơn hoảng sợ đứng dậy, cái này, tại sao có thể như vậy? Lão tổ! Mặt đẹp của Tiêu Dung Phi trắng bệch, không nhịn được cúi đầu. Rít rít rít! Hơn 1 triệu người biến sắc, liên tục hít khí lạnh. Đây là lão quái vật sống hơn 2.000 năm. Lại bị Lý Huyền Cơ trực tiếp phế. Rất nhiều võ giả sợ phát run, môi run rẩy. Mẹ kiếp! Đây rốt cuộc là yêu nghiệt gì vậy? Anh dừng tay! Tiêu Nhã Phi dậm chân, nhảy lên võ đài ngay trước mặt mọi người, ngăn trước mặt Tiêu Chấn Đông, tôi không cho phép anh làm tổn thương lão tổ nhà họ Tiêu. Lý Huyền Cơ cười, ha ha, kiến hôi. Giơ tay lên, một kiếm chém về phía Tiêu Nhã Phi. Tiêu Đạo Sơn sợ choáng váng, hoảng hốt hét lên, Lý Thánh Tử, đừng làm tổn thương con gái tôi. Cậu muốn điều kiện gì tôi cũng đồng ý. Lý Huyền Cơ không quan tâm. Thanh kiếm dài trong tay tiếp tục rơi xuống. A, à, Tiêu Nhã Phi sợ hãi nhắm mắt lại, vẫn bảo vệ trước mặt Tiêu Chấn Đông. Cô bé này xong rồi. Đáng tiếc, đây chính là một trong những hoa khôi đứng thứ nhất trên bảng nữ thần Côn Luân Hư. Rất nhiều người than thở, quay đầu đi. Tiêu Nhã Phi chết chắc. Đột nhiên, xích, một đường kiếm khí phá không tấn công tới, giống như vượt qua thời gian và không gian. Trong nháy mắt tới, ai? Lý Huyền Cơ kinh hãi quát lên. Từ bỏ chém chết Tiêu Nhã Phi, giơ tay lên cản một kiếm. Bùm! Võ đài chấn động kịch liệt. Lý Huyền Cơ bị sức mạnh kiếm khí bùng nổ đánh bay ra ngoài, lùi về sau hơn 100 bước. Thiếu chút nữa ngã khỏi võ đài. Trên võ đài, từ vị trí kiếm khí rơi xuống đến trước mặt Lý Huyền Cơ xuất hiện một đường rãnh dài hơn 100 mét. Chính là bị đường kiếm vừa nãy đứng ra. Kiếm khí thật cường mạnh. Kiếm pháp thật bá đạo. Tốc độ thật khủng bố. Mấy ông lão trong đám đông nghiêm mắt lại. Các võ giả khác lập tức nhảy lên, là ai làm hả? Đợi đã. Cơ thể của một số người run lên. Không nhịn được quay đầu. Nhìn về phía bên ngoài long đường. Đây, chẳng lẽ là... Hắn đến rồi. Mục Thừa và Tống Điệp Y kinh hãi lêu lên. Soạt. Hàng triệu người đồng loạt quay đầu, nhìn về hướng cửa long đường môn. Chỉ thấy, một thanh niên chậm rãi đi đến. Mấy cô gái dung mạo tuyệt đẹp đi theo phía sau. Soạt, người thanh niên bước ra một bước, đứng vững vàng trên đài võ đạo. Toàn hội trường tĩnh lặng như cái chết. Một lát sau, Tiêu Dung Phi cảm thấy kỳ lạ, sao mình vẫn chưa chết. Không nhịn được mở đôi mắt, vừa hay nhìn thấy bóng lưng của Diệp Bắc Minh, cơ thể cô ta run lên, anh Diệp. Lý Huyền Cơ lạnh lùng hỏi, mày chính là Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh không thèm nhìn hắn. Quay đầu lộ khuôn mặt cười nhàn nhạt, đưa lão tổ nhà cô xuống, để tôi giết hắn. Phụt phụt phụt. Giơ tay. Kim châm cắm vào trong cơ thể của Tiêu Chấn Đông. Tiêu Dung Phi nghe lời gật đầu, cõng Tiêu Chấn Đông đi xuống đài võ đạo. Lý Huyền Cơ lạnh lùng nhìn tất cả, chỉ dựa vào mày mà cũng muốn giết tao. Anh sát thần. Cuối cùng anh cũng đến rồi, Lôi Bằng kích động òa khóc, nước mắt với máu dính đầy khuôn mặt. Diệp Bắc Minh chẳng thèm nhìn Lý Huyền Cơ, nhìn sang Lôi Bằng một cách quỷ dị, Lôi Bằng. Lôi Bằng gật đầu mạnh, anh nhớ tên của tôi ư, ha ha ha. Có người lớn tiếng nói, anh Diệp, chính vì người này nói đỡ cho anh, cho nên bị Lý Huyền Cơ phế đấy.
Diệp Bắc Minh cau mày. Trong tay bắn ra mấy cây kim châm, cắm vào trong cơ thể Lôi Bằng. Soạt, một viên đan dược bay đến. Viên đan dược này có thể hồi phục thương tích của cậu. Lôi Bằng chấn kinh phát hiện, mình lại có thể đứng lên, cảm ơn, anh sát thần, cảm ơn anh. Lý Huyền Cơ nhìn thấy Diệp Bắc Minh cứu người như vậy. Còn phớt lờ lời của hắn. Lại thêm vừa nãy Diệp Bắc Minh đứng ở bên ngoài cửa núi Long Đường, tung một kiếm suýt nữa đánh hắn ra khỏi đài võ đạo ở khoảng cách cực xa. Một cơn lửa giận lập tức bùng lên. Vãi vãi vãi, Diệp Bắc Minh, mẹ kiếp, mày phải trả giá cho sự cuồng ngạo của mình. Chết đi cho tao. Ầm. Một trận tiếng ầm ầm vang lên, Lý Huyền Cơ cầm bảo kiếm màu đen xông đến. Chém một đường kiếm xuống. Giống như sao băng đụng phải trái đất. Diệp Bắc Minh lạnh lùng nhìn tất cả, không hề động đậy. Lý Huyền Cơ cầm kiếm xông đến. 100 mét. 50 mét. Không hề động đậy. 30 mét. Vẫn đứng im bất động. Khuôn mặt tức giận của Lý Huyền Cơ biến dạng, vãi, mày còn đang đợi cái gì? Ra tay đi. Vẫn đứng im bất động. 20 mét. 10 mét. Trong tích tắc, Diệp Bắc Minh hành động. Chỉ một ý nghĩ, kiếm đoạn long xuất hiện trong lòng bàn tay. Ầm ầm. Tiếng ầm ầm đáng sợ nổ tung, giống như xảy ra động đất cấp 20. Dưới sự dõi theo của rất nhiều người, bảo kiếm màu đen trong tay Lý Huyền Cơ bùng nổ. Hắn bay ra như chó chết. Phập một tiếng vang lớn, đập ra một cái hố lớn sâu mấy mét trên mặt đất. Toàn hội trường tĩnh lặng. Chỉ còn lại giọng của Diệp Bắc Minh thản nhiên vang lên, tao ra tay rồi, mày không đỡ được hả? Việc này, nhìn thấy cảnh này, trái tim của hàng triệu võ giả có mặt đều muốn nổ tung. Lý Huyền Cơ thua rồi. Vậy mà cũng không đỡ nổi một kiếm của Diệp Bắc Minh. Nghịch thiên đến mức nào chứ? Lúc này, cả thế giới dường như chìm vào trong lĩnh lặng như cái chết. Tiêu Dung Phi tỏ vẻ mặt chấn hãi, bố ơi, con không nhìn nhầm chứ? Việc này. Đầu óc Tiêu Đạo Sơn trống rỗng, hít thở khó khăn, đại não cũng thiếu khí oxy. Ông ta cứ, việc này, hồi lâu, cũng không thốt ra được một câu hoàn chỉnh. Tất cả mọi việc, đúng là khó mà khiến người ta tin được. Ông xã, đây là sự thật sao? Không phải tôi nằm mơ chứ? Hoàng Phủ Nguyệt tóm chặt tay của Tiêu Đạo Sơn, 10 ngón tay bóp mạnh. Ngón tay phát trắng. Không chỉ là bọn họ, các võ giả khác cũng xôn xao. Hắn là Lý Huyền Cơ đó. Lý Huyền Cơ 50 năm trước đã khiến Côn Luân Hư nghe tên cũng phải sợ mất mật. Hắn còn là thánh tử của Long Đường. Nhân vật khủng bố đứng thứ 100 trên lịch sử bảng xếp hạng Côn Luân. Nhân vật đáng sợ như vậy, lại bị Diệp Bắc Minh đánh bại bằng một chiêu. Chắc không phải nằm mơ chứ. Ở hiện trường, bất luận là Long Đường hay các thế lực hạng nhất, hạng 2, hạng 3 đều sôi sục. Hơn 100 võ giả có mặt sợ đến trái tim như sắp ngừng đập. Lý Huyền Cơ có thực lực kinh người, giết người nổi tiếng hàng đầu. Bốn đường kiếm đã phế đi Tiêu Chấn Đông, lão quái nhà họ Tiêu đã sống hơn 2.000 năm. Cuồng ngạo tự cao tự đại. Lúc này, lại bị Diệp Bắc Minh đánh bại. Lúc này, trong lòng mọi người chỉ có một suy nghĩ, rốt cuộc vị sát thần này là cảnh giới gì? Kẻ này đúng là nghịch thiên. Mục Thừa nuốt nước miếng, tôi từng nghĩ anh ta sẽ đến, nhưng nằm mơ cũng không ngờ. Không những anh ta đã đến, hơn nữa còn một chiêu đánh bại Lý Huyền Cơ. Tống Điệp Y gật đầu sâu sắc, sát thần, vô địch Côn Luân Hư. Ánh mắt của Mộc Tuyết Tình hơi phức tạp, lần đầu tiên khi tôi nghe nói đến cái tên này là do Nhược Giai nhắc đến. Chuyển ánh mắt, nhìn sang một cô gái. Chính là Chu Nhược Giai. Chu Nhược Giai cảm nhận được ánh mắt của Mộc Tuyết Tình, nhìn về phía cô ta, mỉm cười. Đột nhiên. Bách Hiểu Sinh lớn tiếng quát, sát thần, Diệp Bắc Minh, một kiếm đánh bại Lý Huyền Cơ của Long Đường. Chỉ mới 23 tuổi, đứng thứ 100 bảng xếp hạng Côn Luân. Tạo ra lịch sử. Anh ta cầm bút ghi chép lại sự việc này bằng chữ. Lúc này, một tiếng gầm thét vang lên, ai nói tôi thua. Toàn thân Lý Huyền Cơ là máu, từ mặt đất bò lên. Tôi không thua. Lý Huyền Cơ tôi không thể nào thua được. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh, trong đôi mắt tràn đầy tia máu, Diệp Bắc Minh, mày thực sự cho rằng tao thua rồi sao? Ha ha ha, cười dữ tợn, là mày ép tao sử dụng ra chiêu này, chết đi cho tao.
Vù. Lý Huyền Cơ nổi lên khí thế, trên người đột nhiên bùng phát ra một luồng khí tức đáng sợ. Không hay rồi, hắn đang thiêu đốt tinh huyết. Mấy ông lão trong đám đông biến sắc. Liền sau đó, toàn thân Lý Huyền Cơ tỏa ra ngọn lửa ngút trời, cả người giống như đang thiêu cháy. Hoàn toàn hóa thành một người lửa, điên cuồng lao về phía Diệp Bắc Minh. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nhắc nhở một câu, cậu nhóc, cẩn thận. Kẻ này thiêu cháy sinh mệnh, rút hết tất cả tiềm lực trong cuộc đời mình. Diệp Bắc Minh cười cay nghiệt một tiếng, lạnh lùng nhìn sang Lý Huyền Cơ xông đến, phế vật cuối cùng cũng chỉ là phế vật, thiêu cháy tinh huyết thì có thể đánh bại tôi ư. Lý Huyền Cơ xông đến như sao băng. Cút! Diệp Bắc Minh bỗng quát lớn một tiếng. Mọi người chỉ thấy anh giơ chân đạp một cái. Sát khí ngút trời ngưng tụ trong cơ thể, toàn bộ hội tụ lên chân. Phập! Lý Huyền Cơ giống như con diều đứt dây, bay ra lần nữa. Sau khi rơi xuống đất, bò lên mấy lần cũng không bò nổi. Xương cốt và kinh mạch toàn thân đứt hết. Còn thê thảm hơn vừa nãy vô số lần. Cái gì? Lý Huyền Cơ thiêu cháy tinh huyết cũng không phải là đối thủ của Diệp Bắc Minh. Mọi người trố mắt há hốc miệng. Giọng của Diệp Bắc Minh thản nhiên vang lên, mày cũng chịu đòn giỏi đấy, có thể chịu được một đòn của tao không chết. Xoạt! Trong chớp mắt, vô số ánh mắt dồn lên Diệp Bắc Minh. Vãi! Nghe đi! Mẹ kiếp, đây có còn là lời nói của con người không? Mẹ kiếp, ra vẻ làm màu quá rồi đấy. Lý Huyền Cơ bò dưới đất, tức đến toàn thân run lên, mày. Xoạt! Diệp Bắc Minh tùy tiện bước lên một bước, xuất hiện trước người Lý Huyền Cơ, một chân dẫm lên đầu của hắn, nói với mọi người, mày là chủ của Côn Luân Hư sao? Chủ của Côn Luân Hư làm sao có thể bị người khác dẫm dưới chân? Rõ ràng không thể nào. Đây là giết người diệt tâm. Quá tàn ác. Đối với một võ giả mà nói, đặc biệt là võ giả như Lý Huyền Cơ. Bảo hắn chủ động thừa nhận không bằng người khác, còn khó chịu hơn giết hắn. Lý Huyền Cơ cắn chặt răng, Diệp Bắc Minh, mày giết tao đi. Diệp Bắc Minh không hề dao động gật đầu, được, tao cho mày toại nguyện. Chậm rãi giơ chân. Lúc này, trái tim Lý Huyền Cơ thắt chặt lại. Hoàn toàn hoảng hồn. Diệp Bắc Minh sẽ giết hắn thật. Mình không thể chết, Lý Huyền Cơ mình không thể chết. Không, không, không. Lý Huyền Cơ gào thét trong lòng. Trong lúc Diệp Bắc Minh sắp giơ chân dẫm chết hắn. Tuyến phòng ngự trong lòng Lý Huyền Cơ sụp đổ, đừng, Diệp Bắc Minh, tao nhận thua. Mày mới là chủ của Côn Luân Hư, bắt đầu từ bây giờ, Lý Huyền Cơ tao không tranh giành với mày nữa, cầu xin mày tha cho tao một mạng. Cúi đầu, nhìn từ trên xuống, đám người Long Đường thở dài một hơi, ầy. Chân của Diệp Bắc Minh không dừng lại, muộn rồi. Đột nhiên, Diệp Bắc Minh, mày thật quá đáng, Lý Huyền Cơ đã nhận thua, mày còn muốn giết hắn sao? Mày có biết, Lý Huyền Cơ là đệ tử nội môn của Thanh Huyền Tông, làm sao mày? Một ông lão xông ra từ trong đám đông, bước một bước lên đài võ đạo. Ông ta vừa nói được một nửa. Phập! Diệp Bắc Minh dậm chân xuống. Cái đầu của Lý Huyền Cơ nổ tung như quả dưa hấu. Anh chậm rãi quay đầu, nhìn ông lão trước mặt, ông nói cái gì? Tôi không nghe thấy, nói lại lần nữa đi. Mày! Ông lão này tức đến bộ râu cũng sắp phỉnh lên. Ông ta tức đến bật cười, ha ha ha, ha ha ha. Một luồng khí tức khủng bố giống như hồng thủy lan khắp bốn phương tám hướng. Đây là... vãi, thánh cảnh. Vẻ mặt một vài ông lão có cảnh giới hợp nhất trong các thế lực bỗng biến sắc. Thánh cảnh. Hàng triệu võ giả có mặt tê dại ra đầu, kinh hãi nhìn qua. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục cất giọng nghiêm trọng, cậu nhóc, cẩn thận, nguy hiểm đấy. Diệp Bắc Minh tỏ vẻ mặt nghiêm trọng, nguy hiểm đến mức nào? Nếu tôi không ra tay, cậu dùng kiếm đoạn long chưa chắc có thể đánh thương được ông ta. Diệp Bắc Minh chấn kinh, cái gì? Kiếm đoạn long không thể đánh thương được thánh cảnh. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục hừ một tiếng, hừ, đương nhiên kiếm đoạn long có thể giết được thánh cảnh. Nhưng tốc độ của cậu vẫn chưa đủ, không đuổi kịp thánh cảnh. Diệp Bắc Minh hiểu ra. Tốc độ không đuổi kịp thánh cảnh. Kiếm đoạn long không thể đánh ông lão trước mặt bị thương. Diệp Bắc Minh quyết đoán hạ lệnh, đã như vậy, ông ra tay đi, giết chết người này. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục đang định ra tay. Đột nhiên, giọng của một cô gái vang lên, ha ha, cổ trưởng lão muốn giết sư đệ của tôi ư.
Sắc mặt ông lão trầm xuống, cô là Vương Như Yên. Mọi người đều sửng sốt ngẩng đầu nhìn sang. Chỉ thấy một thiếu nữ hạ xuống từ trên trời, chậm rãi đáp xuống bên cạnh Diệp Bắc Minh. Vẻ mặt Diệp Bắc Minh lập tức ánh lên nét kích động, Diệp sư tỷ, tỷ không phải tới Thanh Huyền Tông sao? Sao lại trở về rồi? Trên mặt Vương Như Yên vẽ lên nụ cười yêu chiều, còn vươn tay chọc vào gương mặt của anh, nói, may mà chị trở về kịp thời, nếu không đệ không phải sẽ bị lão già này ức hiếp sao? Đôi mày Diệp Bắc Minh khẽ nhíu, nhìn Vương Như Yên bằng ánh mắt nghi ngờ. Cảnh giới của cô ấy mới là tiên thiên. Ngay cả cảnh giới hợp nhất cũng chưa tới. Tuyệt đối không có khả năng là đối thủ của thánh cảnh. Nhưng phớt lờ những hoài nghi trong thầm lặng đó của Diệp Bắc Minh, Vương Như Yên chỉ nở nụ cười thần bí, tiểu sư đệ, đừng lo, cứ giao cho chị. Được. Diệp Bắc Minh yên lặng gật đầu. Gương mặt già nua của Cổ Tư Sơ sầm xuống, Vương Như Yên là sư tỷ của cậu. Vương Như Yên gật đầu, không sai, mong cổ trưởng lão nể mặt tôi, vẫn nên rời đi trước thôi. Cổ Tư Sơ cười lạnh một tiếng, hừ, thủ đoạn của Diệp Bắc Minh tàn độc. Trước tiên đã phá nát tâm võ đạo của Lý Huyền Cơ, sau đó mới tàn nhẫn giết chết nó, thủ đoạn hung ác bậc này đúng là khiến người khác rùng rợn. Nếu hắn không đền mạng, lão già này không có cách nào giải thích lại với vị kia. Nhưng Vương Như Yên nghe xong vẫn giữ nguyên ý cười sâu xa, cổ trưởng lão, nếu sau khi nhìn thấy vật này ông vẫn muốn ra tay, vậy coi như ông có dũng khí. Tay ngọc khẽ phất liền ném qua một phong thư. Cổ Tư Sơ xé mở, lướt nhanh qua nội dung. Cả gương mặt nhăn nheo lập tức biến sắc, chuyện này sao có thể? Vương Như Yên mỉm cười, cổ trưởng lão, ông còn muốn tiếp tục ra tay không? Cô, gương mặt Cổ Tư Sơ thoáng cái tái nhợt, sau khi kinh hãi liếc Diệp Bắc Minh một cái xong, ông ta liền không chút do dự biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Lại chuyện gì nữa vậy? Đây thế nhưng là sự tồn tại ở thánh cảnh, vậy mà bị một lá thư dọa chạy mất. Hàng triệu tu võ giả có mặt tại hiện trường đều mù mờ nhìn nhau, rồi tò mò nhìn tới Diệp Bắc Minh thật sâu. Lúc này, Vương Như Yên quét mắt nhìn xung quanh một lượt, yêu kiều cất tiếng, bây giờ mọi người có thể nói cho tôi biết ai mới là chủ nhân của Côn Luân Hư rồi chứ. Sau một hồi trầm mặc ngắn ngủi, một ông lão trong đám đông mới đứng dậy nói, Hoàng Phủ Thiên Ưng đại diện cho Hoàng Phủ gia tộc công nhận cậu Diệp là chủ nhân của Côn Luân Hư. Toàn trường chết lặng. Hoàng Phủ Nguyệt kinh ngạc che miệng, ông nội à, ông. Tiêu Chấn Đồng yếu ớt thì thầm gì đó bên tai Tiêu Nhã Phi. Tiêu Nhã Phi ngạc nhiên gật đầu, sau đó hét lớn, Tiêu Nhã Phi truyền lại mệnh lệnh của lão tổ Tiêu gia công nhận cậu Diệp là chủ nhân của Côn Luân Hư. Tiêu Đạo Sơn trợn trừng mắt, lão tổ. Hai gia tộc lớn đều dồn dập biểu thị thái độ, giây tiếp theo. Hàn gia công nhận cậu Diệp là chủ nhân Côn Luân Hư. Cổ gia công nhận cậu Diệp là chủ nhân Côn Luân Hư. Cung Tuyết Thần công nhận cậu Diệp là chủ nhân Côn Luân Hư. Huyền Lôi Cốc đồng ý. Thiên Kiếm Tông đồng ý. Phản Âm Cốc. Lưu Ly Tông. Các thế lực hạng hai và gia tộc tuyến bã đều lần lượt bày tỏ ý kiến. Chủ nhân, chúc mừng người. Mấy người Lăng Thi Âm, Ngô Khinh Diên và Lâm Thương Hải cũng đi tới. Chu Nhược Giai và Hạ Nhược Tuyết sóng vai mà đến. Dừng lại bên cạnh Diệp Bắc Minh nói lời chúc mừng. Trần Lê Y thì lặng lẽ đứng phía sau, ngưỡng mộ dõi theo bóng lưng Diệp Bắc Minh. Vương Như Yên cười dịu dàng, tiểu sư đệ, hiện tại tất cả mọi người đều đã công nhận em là chủ nhân của Côn Luân Hư rồi. Diệp Bắc Minh nghe vậy chỉ khẽ lắc đầu, vẫn còn có người không chấp nhận. Soạt! Nói đoạn ánh mắt anh liền rời đến đám đông ở Long Đường. Cả hội trường thoáng chốc lặng ngắt. Diệp Bắc Minh bình tĩnh nhìn đại trưởng lão Long Đường, trầm lặng không nói. Áp lực như sóng thần bất ngờ ập tới khiến đại trưởng lão bất giác rùng mình, cũng không dám ngẩng đầu nhìn thẳng Diệp Bắc Minh, cậu Diệp, từ nay về sau Long Đường thừa nhận cậu là chủ nhân của Côn Luân Hư. Lời này của ông ta vừa vang lên giống như ném một quả bom ra vậy. Tâm tư của tất cả những người đang có mặt đều dậy sóng. Hôm nay, bọn họ đã được chứng kiến một màn lịch sử. Bách Hiểu Sinh hào hứng ghi chép lại, Diệp Bắc Minh, 23 tuổi trở thành chủ nhân Côn Luân Hư. Xưa nay chưa từng có, sau này cũng không ai sánh bằng. Anh ta viết xuống một dấu, sau chữ, bằng. Mới chưa đầy 3 tháng đã trở thành chủ nhân Côn Luân Hư, Mộc Tuyết Tình ngỡ ngàng cúi đầu, đây chẳng nào một giấc mộng.
Văn nhân Mộc Nguyệt vẻ mặt phức tạp nhìn về phía võ đài, nếu lúc đó bản thân chủ động một chút thì người con gái đứng bên cạnh anh ấy lúc này có phải chỉ có một người là mình không? Hai người họ đều có chút hối hận rồi. Nếu như, đáng tiếc, không có nếu như nữa. Lôi Bằng hưng phấn đến mức đỏ cả mang tai, hằn gân xanh hét lớn, anh sát thần, anh sát thần. Anh là thần tượng của Lôi Bằng tôi. Vô địch, vô địch. Ở một nơi xa, Lăng Thiên Hùng và Lăng Vận Nhi hai người cũng rất sốc. Hừ, Lăng Vận Nhi hít sâu một hơi, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, thật lâu sau mới thốt ra một câu, ông nội, anh ta thật sự đã đánh bại Lý Huyền Cơ sao? Kinh ngạc, thật không thể tin được. Lăng Thiên Hùng nhìn chằm chằm vào Diệp Bắc Minh, của thật không phải là người tầm thường. Côn Luân Hư chỉ là một con sông nhỏ, tuyệt đối không chống đỡ được một con rồng như vậy. Võ đài của cậu ta là một thế giới rộng lớn hơn rất nhiều. Thật vinh hạnh cho Côn Luân Hư, có thể sinh ra một người như vậy. Ông nội, Lăng Vận Nhi khẽ run rẩy. Đồng tử co rút kịch liệt. Cô ta chưa bao giờ thấy ông nội mình nhận xét về ai như vậy. Lăng Thiên Hùng trông khá thoải mái, được rồi, Vận Nhi, hãy theo ta đến gặp chủ của Côn Luân Hư. Diệp Bắc Thần đến trước mặt Tiêu Chấn Đông. Vài chiếc kim bạc hạ xuống, rơi đúng vào tứ chi ông ta. Anh lại lấy ra một ít đan dược, tiền bối, người uống những đan dược này đi, trong vòng nửa tháng sẽ khôi phục hoàn toàn. Cái gì? Tiêu Chấn Đông với vẻ mặt kinh ngạc, cậu Diệp, cậu nói thật chứ? Diệp Bắc Thần gật đầu, tôi lấy uy tín của mình ra bảo đảm. Tốt, tốt, thật là tốt. Tiêu Chấn Đông run lên vì phấn khích. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 30.